Xin chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Mi Sinh Thiện, anh nhân Haseyo Mission Imnita. Quay trở lại phần 132 ngày hôm nay đó quý vị. Thì phần 132 này thì Mi Sinh không có tư vấn về những cái câu hỏi và những ý kiến của khán giả nha quý vị. Mình không có giải đáp. Ngày hôm nay thì Mi Sinh sẽ giải đáp về cái vấn đề của drama của ông cố nghệ sĩ quý vị. Đó. Vì Mi Sinh thì không có thích là lên nói mỗi ngày để gom lại hết coi là nó như thế nào rồi mình gom lại để mình nói quý vị. Và ngày hôm nay ngứa miệng nữa rồi quý vị. Cho nên là mấy con bò đừng có vô nói rằng là nay là hết tiền lên câu view hay là sân si vậy nha. Đừng có nói bất kỳ đó. Tại vì giờ là cũng tập làm quen với lại ở trên không gian mạng rồi quý vị. Nói chung là bây giờ là nghỉ hôm nay lâu lắm rồi không có nói. Và bây giờ nó ngứa miệng rồi quý vị. Giống như hồi cái lúc trước đây mà một năm trước đó quý vị. Hơn một năm trước thì sau khi mà dòm vô cái hình ảnh của các em con nuôi này đó quý vị, lên khóc lóc thì cũng ngứa cái miệng đó quý vị, ngứa cái miệng nói gần 6 tháng luôn. 6 tháng trời lên ngứa để binh giật. Mà bây giờ á, sau một cái drama này thì mới lòi ra, Mi Sinh đã nhìn nhận và Mi Sinh đã dừng lại và không nói nữa đó. Nhưng mà không nói nó ngộ có một cái là vậy nè quý vị, những cái người mà người ta có trí thức á, cái tập mà phần 131 Mi Sinh có chia sẻ là những người người ta có trí thức, ôi mấy cái lời sân si, mấy lời chửi bới đó mình ngó lơ đi, đừng quan tâm. Cái đó là mình chỉ dành cho một hai người, mình chỉ dành cho là người bình thường thôi quý vị. Còn nếu như mà người tham gia ở trên không gian mạng giống y hệt như Mi Sinh đó quý vị, thì không thể nào mà nói ôi im đi đừng quan tâm. Tại vì khi những người của công chúng đó quý vị, mà khi mình bị nói bất kỳ một cái gì mà nếu như mà mình im lặng với điều kiện bên kia nó phải im, còn đằng này khi mà mình im nó đâu có im đâu quý vị, đúng không? Ví dụ như cái câu nói của những anh chị mà có trí thức, anh chị nói là ôi đừng quan tâm làm cái gì. Nhưng mà mấy anh chị phải hiểu một điều như thế này, nếu như mà mình không quan tâm, mình không nói tới nó thì nó sẽ im, thì chắc chắn mình nín đâu quý vị, chứ nói làm chi, tại vì mình là dân có trí thức mà, đúng không? Nhưng nó ngộ có một cái là khi mà mình im, mình không nói, nó lại càng nói chắc là nhỏ này sai nè, cái bà này sai nè, cái bà này thấy tôi nói đúng cho nên không dám trả lời. Mấy anh chị hiểu không? Hiểu về vấn đề đó không? Tức là nếu như mình im lặng nó sẽ cho rằng mình sai. Và nếu như mình im lặng thì nó sẽ cho rằng mình sợ. Và nếu như im lặng nó sẽ cho rằng là những gì nó nói là đúng. Nó là vậy đó quý vị. Cho nên những người mà họ có tri thức thì mình sẽ đáp trả với những lời có tri thức. Còn nếu như mà những cái người mà vô văn quá đó quý vị, mà nó vô nó kiếm chuyện vô cớ đó quý vị, trời đất ơi, mình phải làm bùa, làm phép để thông não nó, để cho nó tỉnh dậy quý vị. Hiểu không? Cho nên đến thời điểm này, đến ngay lúc này, thì sau cái drama của cái ông cố nghệ sĩ, tôi thú thật với lại quý vị là rất là nhiều khán giả rất mong mỏi tôi quay trở lại để tôi phân tích. Nhưng con cái không thích, mà bây giờ bắt đầu thích rồi đó. Mà bây giờ bắt đầu ngứa cái miệng lên rồi đó quý vị. Thì cũng là cái tật mà ngứa cái miệng cách đây hơn năm trước đó, nhảy vô bên cái lối vô ơn của con người vô ơn đó. Thì bây giờ nó ngứa cái miệng là cũng nói về cái việc vô ơn tiếp quý vị đó. Cho nên ngày hôm nay Mi Sinh sẽ nói về cái vấn đề của drama ông cố nghệ sĩ nha quý vị. Ai mà ghét cái drama này thì dẹp cái clip này qua bên quý vị, chờ cái clip khác Mi Sinh phân tích cái vấn đề khác nha. Còn cái vấn đề này Mi Sinh nói đặc biệt dành riêng cho cái drama của ông cố nghệ sĩ Hầm Bà Lằng Xí Ngấu đó. Thì thật ra là đầu tiên khi mà tất cả những người mà cái drama này nó nổ ra đó quý vị, thì tất cả những cái người mà nghệ sĩ mà họ không có dám lên tiếng, tôi lúc thời điểm đó tôi cho rằng là những người đó không dám lên tiếng binh vực là tại vì họ sợ đụng chạm, họ sợ dính líu tới cái công ăn việc làm của họ, chén cơm của họ, cho nên họ không dám binh cái em vô ơn này. Lúc thời điểm đó tôi cho rằng như vậy đó. Thì trong số đó có những người lên tiếng binh vực, trời ơi tôi ngưỡng mộ quá trời quý vị, tôi ngưỡng mộ mấy người đó là không sợ bị tẩy chay, là binh vực sự thật đó, tôi rất là ngưỡng mộ. Thì trong cái số đó đó quý vị, tôi rất là ngưỡng mộ anh nghệ sĩ Ngân Tấn. Lúc thời điểm đó đó quý vị, thì tôi cũng đã gặp anh nghệ sĩ Ngân Tấn ở ngoài, là lúc thời điểm đó đi lên trên mộ của ông cố nghệ sĩ đó. Thì tôi gặp anh nghệ sĩ Ngân Tấn ở ngoài rồi quý vị, một cái người rất là bảnh trai, một cái độ tuổi trung niên, nói chung là nó rất là đẹp, nhìn ở cái vẻ ở bên ngoài và nhìn có vẻ là một cái con người rất là đàng hoàng. Cho nên là khi mà chúng ta tiếp xúc bất kỳ một cái người nào đó quý vị, phải tiếp xúc vài lần. Còn có những người họ khéo che đậy đó quý vị, thì ít nhất phải tiếp xúc vài tháng.
Cho nên là khi mà tôi gặp cái anh Ngân Tứng á, thì lúc đó ở bên ngoài cái cách nói chuyện rất là lịch lãm đó. Nhưng sau này đó quý vị, nó lời ra cái lối sống của cái một cái đứa con vô ơn như vậy, mà cái người nghệ sĩ anh Ngân Tứng vẫn binh vực. Cho nên lúc đó tôi sẽ đặt câu hỏi, lúc đó tôi đặt câu hỏi rằng à, đây không phải là cái dạng như là yêu thương như cái lúc ban đầu mà tôi đã nhìn ra, mà cái dạng giống y như là bu vô để mà lấy cái tiếng. Quý vị, tôi thú thật là trong nghệ thuật cải lương á, thì cái giọng ca của anh nghệ sĩ Ngân Tứng đó quý vị, thì nó không có một cái gì gọi là đặc biệt, mà nó cũng không có cái gì gọi là nổi tiếng cả. Có những người là không phải là kép chánh, chỉ là kép phụ, nhưng vẫn có tiếng nha quý vị, nhắc tới là người ta sẽ nhớ. Ví dụ như là nghệ sĩ Giang Châu đó, khi mà nhớ tới đóng trong một cái tuồng Tô Ánh Nguyệt đó quý vị, hát rất là hay. Còn nói riêng đặc biệt về anh Ngân Tứng này đó quý vị, thì hát không có hay, nhưng mà tại vì hồi lúc đó mình nghĩ rằng ổng rất là tốt, ổng dám đứng ra binh vực, trong khi đó một người nghệ sĩ không được nổi tiếng đó mà lại dám đứng ra binh vực vậy thì nó anh hùng làm sao, thì lúc đó mình rất là ngưỡng mộ ảnh. Nhưng mà đến thời điểm này thì tôi nghĩ rằng là tại vì anh Ngân Tứng là người tiếp xúc với lại các em vô ơn này rất nhiều, chứ không phải là không tiếp xúc. Tại vì tôi không thể nào trách được những người khán giả trên cộng đồng mạng được, là tại vì họ không có tiếp xúc. Nói đại khái vậy cho dễ hiểu đi, chứ nếu như những người mà họ có thông minh đó quý vị, họ sẽ dòm vô. Mới đầu thì cũng giống y hệt như tôi, nhảy vô binh 6 tháng đó quý vị. Đó, binh 6 tháng đời. Nhưng mà sau này mình phải nhìn ra những cái lối sống đối xử với người này, đối xử như người kia, mình phải nhìn ra. Còn nếu như những người mà hiện tại bây giờ là khán giả mà vẫn còn binh các em vô ơn đó, và vẫn còn binh các em múa cột đó, tức là sao? Không phải họ u mê, họ không phải u mê đâu quý vị, mà chính bản thân họ cũng là con người sống vô ơn và đi cướp giật của người khác mới ủng hộ thôi, chứ không phải là u mê. Nếu như mà nói mà những người đó u mê thì tôi phản đối quý vị. Tại vì u mê là một thời gian đầu tiên mình không biết, nó bùng ra một cái drama đó thì mình chưa có biết trái phải nó như thế nào, thì tạm thời mình thấy tội nghiệp quá mình binh. Nhưng sau khi theo dõi hơn một năm trời, một cái lối sống vô ơn với người này, một cái sống vô ơn với người kia, một cái sống mất dạy với người nọ, thì dĩ nhiên mình phải nhìn ra. Cho nên là những con người mà nói là u mê, không phải quý vị, họ không phải u mê, họ không phải ngu, mà tại vì cái loại người của họ nó sống vô ơn và nó sống đi cướp giật tranh giành của người khác, họ mới binh vực các em vô ơn và các em múa cột mà thôi. Chứ một cái con người mà người ta sống biết trước biết sau, người ta sống đàng hoàng, không ai ủng hộ cái loại người đó bao giờ cả quý vị. Đó, thì cái lúc đó là anh nghệ sĩ Ngân Tứng là cũng nổi tiếng với lại một cái bài là Con Gái Của Ba gì đó. Thì lúc đó thì dĩ nhiên là mới vừa nổ ra, người ta đâu có biết, thì sáng tác một cái bài đó người ta rất là ủng hộ, và nhờ cái đó anh nghệ sĩ Ngân Tứng được nhiều người yêu mến hơn. Đến thời điểm này đó quý vị, thì sau cái vụ mà tranh chấp của BH đó quý vị, thì Thắng, thì anh nghệ sĩ Ngân Tứng mới sáng tác ra một cái bài là Ba Ơi Con Thắng Rồi, bắt đầu nhảy tưng tưng ở trên sân khấu đó quý vị, là tôi thấy không giống ai rồi đó. Thú thật tôi nói vậy, anh Ngân Tứng giận tôi chịu quý vị. Anh làm như vậy tôi cảm thấy nó không giống ai hết trơn. Tại vì Thắng là ở chỗ nào? Anh Ngân Tứng là một người rất là thân, gọi là tạm thân thuộc với lại gia đình của ông cố nghệ sĩ, mà lại càng thân hơn là em rể. Người ta có nói là như thế nào đi chăng nữa, người ta nói là không còn cái tình cũng còn cái nghĩa, chứ không có ai mà sống phủi hết tình hết nghĩa giống y hệt như anh cả. Tại vì sao? Dù sao đi chăng nữa, mình sống trong cái gia đình đó, mang tiếng mình kêu người ta bằng anh Năm, anh vợ đó quý vị, đúng chưa? Nếu như mình đã sống trong gia đình thì dĩ nhiên là anh Ngân Tấn sẽ biết rõ trong gia đình của ông cố nghệ sĩ là đứa này nó là con nuôi hay là con ruột, và đứa này nó sống nó có hiếu thảo với cha mẹ nó hay không, hoặc là cái đứa này sống gia đình như thế nào, thì chính bản thân anh Ngân Tấn phải biết rõ hơn mình, đúng không quý vị? Biết rõ hơn những người khán giả như mình. Nhưng đến thời điểm này thì anh lại lên là anh ca một cái bài ca, là anh sáng tác ra một cái bài là Thắng Rồi Ba Ơi. Ủa, thắng gì vậy? Thắng cái gì vậy anh Ngân Tấn? Nếu như mà thật sự anh yêu thương cái người cố nghệ sĩ, cái người anh đi, không có nói là người anh vợ, tại vì nó là quá khứ, đúng không? Thì bây giờ coi như là anh ly dị, hoặc là anh không còn sống chung với lại chị nghệ sĩ Hồng Nhung nữa, thì ít nhất anh cũng phải có cái nghĩa. Chứ có đâu mà anh lại đi binh vực một cái đứa lối sống vô ơn như thế. Ví dụ như không cần biết là anh phải sống hay là đối xử tốt với lại chị Hồng Nhung, không cần thiết như vậy. Chỉ cần anh biết nhìn nhận là người nào xấu, người nào tốt là được. Còn bây giờ anh mang tiếng anh nói rằng là anh rất là yêu thương anh cố nghệ sĩ, đúng không? Anh yêu thương anh nghệ sĩ Vũ Linh,
Vậy thì anh sáng tác ra một cái bài là thắng rồi ba ơi. Trong khi đó là thắng cái đó là cái gì? Lấy hết hình ảnh của ông nghệ sĩ, cắt đứt hết, không còn xuất hiện trên không gian mạng nữa, đúng không? Thay vì ví dụ như là một cái đám tang bất kỳ của một người nghệ sĩ nào, nó đều lưu danh, tức là quay những cái hình ảnh đó để làm kỷ niệm suốt đời. Có những người mà người ta hâm mộ, người ta có thể vô xem, hoặc đó là một cái kỷ niệm để lại cái ngày cuối cùng của ông ngoại của mình, hoặc là chú cậu gì gì đó của mình. Còn này này nói thắng rồi, ví dụ như thắng trong cái vấn đề tranh chấp tài sản, anh ủng hộ cái em vô ơn. Ok, nếu như nó thắng về cái vấn đề tranh chấp tài sản thì bây giờ á, anh lên thắng rồi bà ơi, cái đó tôi cũng công nhận đi, đúng không quý vị? Tại vì đó là tranh chấp tài sản, thì ai hợp pháp? Nếu như cái em đó nó là con, nhưng mà con nuôi hợp pháp vẫn hưởng. Từ đầu tới cuối tôi vẫn nói câu này. Hồi cái lúc đầu tiên tôi lên tôi phân tích, tôi ủng hộ cái em vô ơn này, tôi vẫn nói câu đó. Tôi không cần biết em ấy là con nuôi hay con ruột, xin miễn con hợp pháp lại mấy được hưởng. Có bao giờ tôi lên tôi phân tích tôi nói là em ấy là con ruột không quý vị? Chưa bao giờ tôi nói điều đó. Nhưng tôi chỉ nói là tôi tin em ấy là con ruột. Nhưng về vấn đề pháp lý, nếu em ấy là con nuôi hợp pháp thì em ấy sẽ hưởng, không ai giành được của em ấy cả. Và nếu thật sự ra, tôi chỉ đặt câu hỏi như thế này, tôi đặt câu hỏi cho những người thông minh thôi nha, chứ những người mà họ cố tình họ binh vực đó quý vị, đó là cùng một loại rồi, tôi không nói. Tôi chỉ hỏi những người thông minh thôi, nếu như mình là con hợp pháp, tại sao mình cần cái người đại diện phát ngôn để làm gì? Đúng chưa? Mình nên đem một người dân về để làm cái gì? Đó. Rồi nếu như mình là con hợp pháp không cần phải có luật sư, mình thắng chắc 100%. Tôi bảo đảm với quý vị, nếu như là con hợp pháp thì dù bên phía em Hồng Phượng với lại chị Hồng Nhung á, mà có 8-10 cái luật sư giỏi đi chăng nữa cũng không bao giờ tranh giành được cái tài sản này của mình. Tại vì mình là con hợp pháp. Vậy thì họ cái lúc đầu tiên mình lên trên cái mộ, mình khẳng định rằng là con ruột, nhưng cô chú ruột của mình tước cái quyền làm con ruột của mình, nói mình là con nuôi. Vậy thì bây giờ nè, mình lên, mình nhận mình là con nuôi. Vậy thì cái từ mà hồi đầu tiên mình lên trên mộ, mình khóc lóc, mình nói mình là con ruột, thì có phải mình giả dối với lại cộng đồng mạng không? Mình thiếu nợ cộng đồng mạng một lời xin lỗi, và vì tôi đã giả dối, tôi lừa khán giả, tôi qua mắt mọi người tôi là con nuôi, nhưng tôi nói là con ruột, đúng chưa? Ở lúc đầu tiên người ta binh là người ta binh mình là con ruột, dám thách thức là đi thử ADN. Rồi đến thời điểm này hơn một năm trời rồi, thử ADN chưa? Có chưa? Hay là chỉ nói cái miệng không? Thời buổi bây giờ cái gì cũng đưa lên hết, em vô ơn với em muối cột cái gì cũng tung lên hết, một cái tin nhắn thôi làm bằng chứng cũng tung lên trên mạng nữa. Vậy thì cái ADN chứng minh mình là con ruột, tại sao mình không chứng minh? Chứng minh đi cho tất cả cộng đồng mạng người ta câm, không ai nói tới mình nữa, tại sao không đưa ra? Thì quý vị phải ngầm hiểu rằng là nó đang dẫn dắt, chứ không phải là nó nói sự thật. Rồi nói về thắng về cái vấn đề đó, yêu thương cha mình chưa? Nếu thật sự yêu thương cha mình á, là phải giữ những cái hình ảnh đó. Chứ tại sao lại là không được đưa những cái hình ảnh đó để đi lên trên mạng nữa, không cho phép ai lấy hình ảnh của cái ông cha đó của mình. Chỉ một mình lấy để chi? Để mà mình đi lợi dụng cái hình ảnh của cái ông cha của mình thôi, đúng không? Lợi dụng cái ông cha của mình để làm gì? Để trục lợi. Lợi dụng hình ảnh của cái ông cha của mình để cho những người khác, người ta vào, người ta chà đạp, người ta chửi cha của mình. Vậy thì có hiếu chưa? Đúng không quý vị? Vậy thì anh Ngân Tấn sáng tác ra một cái bài hát là con thắng rồi ba ơi, là thắng cái gì vậy anh? Một cái con người sống không có đạo đức, một cái con người sống, tôi dùng cái từ là bất hiếu đó quý vị. Nếu là một người con không ai hành động như vậy cả, thắng cái gì? Hình ảnh của cha mình để lưu truyền trên cộng đồng mạng cho những người nào yêu thích cha của mình á, người ta tưởng nhớ. Đằng này nó cắt đứt hết trơn. Nếu như mà thắng về như thế này, tôi chấp nhận. Ví dụ là bây giờ lấy cái hình ảnh đó mà bây giờ là đưa cho Hồng Phượng, lúc đầu tiên là lấy 89 triệu là cái tiền doanh thu, thì bây giờ thắng á, là lấy lại cái 89 triệu đó, tôi chấp nhận nha quý vị. Hình ảnh vẫn còn. Còn đằng này nó thắng theo cái kiểu là xóa hết tất cả những cái hình ảnh mà người ta lấy trong cái đám tang của cha nó cho tới bây giờ, nó kêu lấy hết. Vậy là thắng cái gì? Vậy là có hiếu đó hả? Vậy thì anh Ngân Tấn có thật sự là yêu thương anh cố nghệ sĩ hay không? Hay là đây là, theo như tôi nghĩ là đây là cái dạng giống như là ganh tị đó quý vị. Tức là không muốn cho anh cố nghệ sĩ được nổi tiếng,
không muốn cho anh cố nghệ sĩ được lưu danh muôn đời, là muốn là tất cả những cái hình ảnh nó gỡ xuống. Vậy thì lên mừng nhảy tưng tưng ở trên sân khấu, con thắng rồi ba ơi, vậy thì anh ủng hộ cái gì vậy? Đúng chưa quý vị? Nếu thật sự yêu thương là phải giữ lại cái hình ảnh của anh ấy. Còn thắng là thắng về cái vấn đề tranh chấp tài sản. Còn hiện tại bây giờ là trên thực tế là bên phía của cái em Hồng Phượng là yêu cầu là hủy bỏ cái giấy con nuôi. Thì hiện tại bây giờ thì cái yêu cầu đó vẫn chưa được hủy bỏ. Thì trên danh nghĩa hiện tại bây giờ em này vẫn là con của cái ông nghệ sĩ này. Cho nên là dĩ nhiên là phải thắng, đúng không quý vị? Nhưng thắng là thắng thật sự trong cái tranh chấp tài sản. Còn cái đó không có gọi là thắng, mà tại sao nhảy tưng tưng lên mà ăn mừng? Thì tôi dám chắc rằng là cái người nghệ sĩ giống y hệt như anh Ngân Tấn, không phải yêu thương anh Vũ Linh thật sự, mà dạng giống y như cái gì tôi nói anh giận tôi chịu nha. Tại vì những cái hành động của anh có thể để cho người ta lên phân tích và người ta nói. Và theo như cái sự suy nghĩ của tôi nhìn cái hành động đó thì tôi cho rằng là đây là một cái hành động mà muốn hạ bệ. Hạ bệ một cái người nghệ sĩ đó, tại vì mình ganh tị với người ta, đúng không quý vị? Cái đó là nói về cái mặt mà cùng đồng nghiệp với nhau. Còn nói về cái mặt mà gia đình, dù sao cũng là chồng của chị Hồng Nhung bao nhiêu năm, đúng không quý vị? Mà trong khi đó trong câu chuyện này chị Hồng Nhung không có đụng chạm gì tới mình, nhưng mình lại làm những cái việc làm tôi cho rằng là lương tâm không cho phép. Dù sao đi chăng nữa cũng tình nghĩa, vợ chồng sống chung với nhau bao nhiêu năm, đúng không quý vị? Và nếu như thật sự yêu thương anh Vũ Linh là sẽ bảo vệ cho em của ông Vũ Linh. Còn nếu không bảo vệ được mà mình ghét, mình không bảo vệ thì mình cũng im. Chứ mình không phải mình bắt tay với lại một cái đứa con nuôi để đi tấn công ngược lại với người em mà người ta yêu thương nhất, đúng không quý vị? Vậy thì hiểu ông Vũ Linh đến đâu và yêu thương ông Vũ Linh đến mức độ nào. Tưởng sao đi ra tranh chấp với lại tòa BH, bây giờ tôi là con hợp pháp, tôi yêu cầu cái số tiền đó là phải trả cho tôi, thì cái đó dễ hiểu quý vị mới đúng. Còn những cái mà hình ảnh của cha tôi đó, thì kể từ bây giờ tôi là người hợp pháp để mà giữ những cái hình ảnh đó và tôi cho phép, đúng không quý vị? Còn đằng này dạng giống như là nó dùng cái từ là cái gì cho đúng đây ta, ăn không được phá cho hôi, đạp đổ đó quý vị, đạp đổ. Vậy thì có yêu thương cha mình không, đúng không quý vị? Có yêu thương cha mình thật sự hay không? Bây giờ tất cả những hình ảnh của ổng không còn, những cái hình ảnh đám tang của ổng mà chưa từng một người nghệ sĩ nào mà có khán giả đông đến như vậy. Chỉ duy nhất một mình ông cố nghệ sĩ Vũ Linh ổng mới có cái lượng khán giả mà đông đến nỗi mà người ta đưa như là một người chủ tịch nước. Nó đông, cái số lượng mà người đông đó quý vị, y hệt như vậy. Thì bây giờ những hình ảnh nó gỡ xuống hết rồi, mà trong khi đó là cái đám tang của ông cố nghệ sĩ, những cái hình ảnh đó là những cái hình ảnh mà đáng lưu giữ nhất để làm kỷ niệm, và đó là một cái vinh dự dành cho gia đình. Vậy thì mình là một cái đứa con mà mình lại yêu cầu gỡ bỏ hết tất cả những cái hình ảnh đó, không còn trên không gian mạng nữa, vậy thì có hiếu hay không, có thương cha mình hay không? Những người mà đang ủng hộ cái em vô ơn này đó, quý vị hãy đặt mình vào cái vị trí là một người con, quý vị sẽ làm như thế nào, đúng không quý vị? Chứ có đâu mà đi ủng hộ một cách mù quáng bất chấp, đúng chưa? Cho nên hồi nãy tôi cũng đã nói rồi, những người mà ủng hộ mù quáng bất chấp là những con người đó nó sống vô đạo đức, những con người đó sống bất hiếu, những con người đó sống tranh giành và ăn cướp ăn giật của người ta mới đi ủng hộ những cái hành động như vậy. Chứ một người mà có một cái lối sống có đạo đức và hiểu chuyện và biết sống, không ai đối xử như vậy cả, đúng chưa quý vị? Rồi có một vị khán giả nói như thế này đây quý vị: bây giờ chị nghĩ tụi nó phải coi em là sư phụ của tụi nó mới được. Là biết cái gì không quý vị? Tức là chị ấy nói về cái vấn đề mà tôi đặt cho một cái đứa con đó với cái tên là vô ơn. Thì hồi cái lúc mà thời điểm mà nay gần 10 tháng rồi quý vị, nếu tính ra là 9-10 tháng rồi, thì lúc đó mà tôi bị tấn công đó quý vị, thì tất cả đều chửi tôi rằng là nó có làm gì đâu mà dùng cho nó cái tên và vô ơn. Bắt đầu là hầu như là cả bầy cả lũ tấn công tôi luôn quý vị. Vậy thì hồi cái lúc đó phản đối tôi đặt cho cái tên là vô ơn, vậy thì bây giờ tất cả những kênh YouTube không được gọi em đó là vô ơn. Là tại vì sao?
Nếu như mà gọi cái em con nuôi đó là vô ơn thì phải công nhận những gì tôi nói là đúng, đúng không quý vị? Tại vì phải công nhận tôi đặt cái tên vô ơn là đúng và những gì tôi nói là đúng thì mới dùng cái từ vô ơn đó với cái người con nuôi đó, đúng chưa? Cho nên những ai mà nếu như mà đã phủ nhận những lời tôi nói không đúng thì tuyệt đối đừng bao giờ dùng cái tên vô ơn. Còn nếu như ai dùng cái tên vô ơn rồi thì những người đó nợ tôi một lời xin lỗi nha quý vị. Những kênh YouTube đó và những người nào mà trước đó mà đã tấn công mà chửi tôi, nói tôi đặt cho cái tên vô ơn đó, ta có làm gì đâu vô ơn, thì những người đó bây giờ lại dùng cái tên vô ơn với lại cái đứa con nuôi đó, là tất cả những người đó nợ tôi một lời xin lỗi nha quý vị. Tại vì dùng cái từ vô ơn để chửi cái đứa con nuôi đó thì công nhận rằng những gì tôi nói là đúng, đúng chưa quý vị? Lúc đó tất cả những kênh YouTube, kênh này kênh kia phân tích làm gì? Vô ơn à, chỉ đến để mà chỉ kiếm like, kiếm view, để chỉ kiếm tiền, kiếm ăn. Nói hầu như là nói tất cả mọi thứ ở trên đời đó quý vị. Tôi thú thật với lại quý vị, những cái drama nổ ra không nhờ những người có cái tiếng nói như những kênh YouTube để phân tích thì có lấy được lại sự công bằng cho cái người mà đang lên cầu cứu cộng đồng mạng không quý vị? Vậy mà nói là người ta kiếm view, kiếm like. Đồng ý là làm YouTube là làm có tiền, nhưng có những người người ta làm YouTube để người ta chia sẻ kinh nghiệm, có tiền cũng được, không có tiền cũng được, người ta không quan tâm. Nhưng có những người sống nhờ vào YouTube là những người như thế này nè quý vị. Tôi mời tất cả mọi người nghe một cái đoạn video clip của cái em cũng là làm kênh YouTube nha quý vị. Nhưng nghe em ấy nói như thế này đi quý vị. Của chú Vũ Linh hả? Nè, tao nói cho tụi mày biết nè, tụi mày muốn ủng hộ một người đó thì tụi mày phải biết là con người đó nó có đàng hoàng không. Tao hỏi tụi mày, con Ni nó từ ở đâu mà nó lọt về vậy? Con Ni nó từ ở đâu mà nó có trên không gian mạng này vậy? Cái ngày đầu tiên á, khi mà giành đất giành đai á nha, rồi không có ông Vũ Luân á, thì con Hồng Loan hiện nay nó làm như thế nào rồi, nó ra sao rồi? Nếu ông Vũ Luân mà không về binh đó là con Hồng Loan á, thì bây giờ con Hồng Loan nó là ai? Nó đi vào lòng đất á, nó thành con lụm bọt rồi, chứ nó đâu có được như ngày hôm nay. Mày đúng chưa? Tất cả những cái fan đó đều của ông Vũ Luân hết đó. Bắt đầu tụi mày hóc vô rồi được cái đám YouTuber á, nó đưa tin lên, thấy không? Nó tung hô lên cho thói quá. Để làm gì? Mày biết không? Chả có thằng YouTuber nào mà nó ủng hộ, nó thương thật con Hồng Loan hết á. Tao nói cho tụi mày biết nè, quẩu cái lỗ tai ra mà nghe anh Hướng nói. Tất cả những thằng làm YouTuber đi bảo vệ con Hồng Loan, tao dám khẳng định với mày một câu, không thằng nào yêu thương con Hồng Loan thật sự hết á. Mà mày biết cái gì không? Nó chạy theo đám đông, nó chạy theo view like để nó kiếm tiền YouTube. Tụi mày có hiểu không? Đó, nghe không quý vị? Một cái kênh YouTube nói đó quý vị, muốn ủng hộ một người là cái cô đại diện này từ đâu mà đến. Muốn ủng hộ bất kỳ một người nào phải biết rõ lai lịch về họ, phải biết họ có đàng hoàng không thì mình mới ủng hộ. Không thể nào một cái người mà ở bên Mã Lai đi chạy vô nhà rinh kép sắt của người ta mà tự nhiên cái đi về Việt Nam trở thành một người Phật sống được. Cho nên muốn ủng hộ bất kỳ một người nào phải hiểu rõ người đó có đàng hoàng không và người đó có lai lịch như thế nào. Và trong cái vụ việc này đó, mà khi mà cái em mà con nuôi này đó quý vị đến cộng đồng nhờ ai? Nhờ anh hai. Phải công nhận điều đó, nhờ anh hai. Mà bây giờ là bắt đầu đủ lông đủ cánh rồi, không cảm ơn anh hai đã đành mà còn muốn đạp anh hai xuống bùn luôn, thì cái loại đó tốt hả? Loại đó sống có ích cho xã hội sao? Và cái loại đó mình đi ủng hộ là mình ủng hộ cái gì? Rét với thương phải rõ ràng. Ví dụ như ai có ghét ông anh hai, đó là ghét về cái vấn đề khác. Nhưng riêng về cái vấn đề ông anh hai với lại cái em con nuôi này, là ông anh hai không có sai với lại cái em con nuôi, đúng chưa quý vị? Cho nên mình phải đâu đó rõ ràng, chứ không phải ghét ông anh hai là đè chửi ông anh hai. Tôi công nhận trong cái vụ việc mà drama này, ông anh hai chỉ sai duy nhất với tôi thôi. Còn ngoài ra, đối với lại cái em con nuôi này, ông anh hai không có sai. Mà nó lại làm như vậy thì nó là ăn cháo đá bát. Còn nói về cái vấn đề mà tất cả các kênh YouTube, giống y như là cái em YouTube này nói,
Em ấy nói rằng là không có kênh YouTube nào mà thương cái em vô ơn này. Thật lòng tôi công nhận điều đó. Tôi cũng thấy được điều đó. Tại vì ai mà làm YouTube rồi sẽ biết về vấn đề đó. Không có thương cái em vô ơn này thật lòng. Chẳng qua là vì view, vì like bù vô để kiếm tiền chứ không phải thương đâu. Cho nên là phải dòm lại người nào thương và người nào không thương. Đúng không quý vị? Tự nhiên một cái người mà làm YouTube biết bao nhiêu năm, view không có, tiền không có đó, mà bây giờ tự nhiên đâu lòi ra một cái bà có tiền, có của, giàu có, mà bây giờ lại view cao, giàu mà lại có thêm tiền nữa, bắt đầu ganh tị, cái ghét ba cái tấn công tôi vô cớ vậy đó quý vị. Chứ thật ra mà cái vụ của các em vô ơn mình, nếu như khán giả không năn nỉ tôi không bao giờ tôi dát cái mặt xuống dưới đâu quý vị. Không bao giờ tôi đi. Tôi thương theo cách của tôi. Và tôi chỉ ngồi ở nhà tôi phân tích, tôi lên tiếng nói của tôi thôi, chứ không bao giờ có vụ chạy theo. Tôi bảo đảm với là quý vị luôn. Còn những người mà theo bu à, chị nờn dày rồi chị lờn kia đó, xuống tân bốc đưa lên, mỗi ngày đưa tới mười mấy hai chục cái clip, cái đó là đi làm kiếm cơm đó quý vị. Cái đó là đi làm kiếm cơm. Cho nên khi mà mình muốn lên trên mạng, mình chửi bất kỳ một người nào, mình muốn nói bất kỳ một người nào, mình phải dòm vô con người đó họ có đàng hoàng không, họ có lối sống như thế nào. Đúng không quý vị? Chứ đâu phải ai có cái kênh YouTube cũng là câu view, câu like kiếm tiền. Cho nên tôi nói cũng có rất là nhiều lần, nhưng mà nói đi nói lại, bây giờ nói nữa, có rất là nhiều kênh. Những kênh người ta chia sẻ về sức khỏe, về bệnh tật. Những kênh đó người ta câu view, câu like sao? Người ta chia sẻ về kinh nghiệm, về những căn bệnh, để cho tất cả cộng đồng ở ngoài họ biết rằng à, ai căn bệnh đó thì sẽ bảo vệ và xử lý như thế đó, để cho nó kéo dài sự sống. Đúng không? Rồi có những kênh người ta chia sẻ hôn nhân, gia đình, tâm lý hôn nhân. Để làm chi? Để cho tất cả những người gia đình á, người ta nhìn vô mà những ai có những trường hợp giống vậy, để chi? Rút kinh nghiệm. Chứ đâu phải ai cũng làm YouTube để câu view kiếm tiền bất chấp đâu. Mà cứ đè lên nói là câu view, câu like. Chỉ có những cái loại mà vô học, ngu, dốt mới dùng cái từ là câu view, câu like kiếm tiền. Còn những người câu like, câu view kiếm tiền đó là dòm vô những cái kênh dịch tích, chửi tục, chửi thề và đi nói xấu người khác, đi môi người khác ra nói mà người ta không đụng chạm đến mình. Giống y điển hình như tôi, chứ đừng có nói người nào khác. Tôi chưa bao giờ đụng chạm đến những kênh YouTube nào, nhưng những kênh YouTube đó vẫn nhảy vô chửi tôi. Đó gọi là câu view, câu like đó quý vị. Họ không có đem cái kiến thức của họ ra để họ phân tích. Tại vì sao? Họ dốt mà quý vị. Họ đâu có học đâu mà đi lên để phân tích. Họ chỉ lên chửi thôi. Đó. Thì những cái loại mà ăn ngang, ăn ngược, ăn sống nói gió đó quý vị, sẽ ủng hộ những cái kênh mà chửi vậy. Cho nên phải dòm vô những cái kênh nào giật tích, câu like, và những cái kênh nào người ta phân tích có lợi, có ích cho xã hội. Dòm vô phải biết. Còn nếu như không biết thì người ta sẽ tặng cho mình một cái câu dốt mà bày đặt lên dạy đời người khác. Nó là vậy đó quý vị. Đó. Qua cái clip của các em mà YouTuber này nói đó quý vị, chính bản thân của em ấy cũng là người làm kênh YouTube để kiếm tiền. Và tôi biết cái em này qua cái drama của chị Nguyễn Phương Hằng. Mà trong cái drama của ông Cố Nghệ Sĩ thì em này không có tham gia. Nhưng đến thời điểm này tới là hình như nó gần kết thúc rồi, thì nó quá mức, thì người ta lên, người ta mới lên tiếng, người ta nói quý vị. Tại vì có những kênh YouTube họ cảm thấy là cái drama đó nó không đáng để cho họ theo, cho nên họ sẽ không nói. Còn tôi, đầu tiên tôi nói là gì? Không phải tôi theo, mà là tôi lướt thấy, vô tình tôi thấy em này ngồi khóc, tội nghiệp. Thì mình biết ất giáp gì đâu quý vị. Mình đâu biết ất giáp gì. Nghe nói con của người ta mà bị cô chú nó ăn hiếp rồi tranh giành tài sản, thì dĩ nhiên là mình phải nóng máu lên, mình chửi rồi quý vị. Tôi tin rằng ai cũng làm vậy. Nhưng sau khi theo dõi lâu, mình phải biết cái nào đúng, nào sai. Và nếu sai, mình phải dừng lại. Còn nếu như mình biết mình đã binh sai rồi, sai người rồi, mà mình vẫn còn tiếp tục để mình binh, đó là gì? Câu like, câu view, chứ không phải yêu thương. Còn nếu thật sự binh gì yêu thương, khi người ta biết rõ sự thật sai rồi, người đó không phải vậy, phải dừng lại, chứ không nói nữa. Nếu nói nữa đạo đức không cho phép. Đúng không quý vị? Đó. Thì đến ngày hôm nay có một cái vị khán giả hỏi tôi vậy, cũng ủa trời đất ơi, tôi khổ lắm. Nghe nè quý vị, nghe đi. Tôi khổ lắm, hỏi một cái là hỏi, hình như là nói trên đời này cái gì tôi cũng biết hay sao đó. Cho nên là hỏi thôi. Thế này đây quý vị, mời mọi người nghe nha. Ủa chị Mi Sùn ơi, em đâu có thấy ông Vũ Linh nói gì đâu, rồi có đòi tiền bằng thờ gì đâu, rồi sao mà
có ra chuyện chuyện ra chuyện tiền bàn thờ gì tùm lum tùm la gì trời. Trời ơi, sao mà chuyện quà của chị, quà của Phương Lê đâu có thấy ai đòi đâu, tự nhiên đem đi trả. Bây giờ tới bàn thờ đâu có thấy Vũ Linh đòi đâu mà để chuyện tiền gì ra chuyện tùm lum tùm lưa luôn. Hết biết chị này luôn á. Ủa chị Mi Sơn ơi, em đâu có thấy anh Vũ Linh đòi cái bàn thờ đâu mà lại nói ảnh đòi giống như chị hồi đó cũng đâu có đòi đâu mà cũng đòi trả quà. Rồi em Nha Khoa cũng đâu có đòi đâu, đòi trả quà. Tôi đã nói rồi quý vị, một khi mà nó muốn hạ một người nào đó thì nó sẽ đem lên và nó vu khống cho người ta một cái lỗi ABC nào đó, để nó mới lên nó chửi, để nó mới dẫn dắt những con bò của nó vào tấn công người ta được. Chứ nếu như mà tự nhiên thì làm sao lên chửi người ta, nó không có lý do thì nó vô lý, đúng không quý vị? Cho nên em nói là anh Vũ Luân ảnh đâu có đòi cái gì đâu mà lại lên nói ảnh là đòi, nó phải, nó cố tình, đúng không? Giống như hồi cái lúc của tôi có đòi quà không quý vị? Không, không có đòi. Mà tự nhiên nó rầm rộ ở trên mạng là hoa hậu bảy màu cho đòi quà, chia tay đòi quà, mà không có một cái bằng chứng nào cho thấy rằng tôi đòi, đúng không quý vị? Chứ nếu như mà có bằng chứng là nó đã tung lên trên mạng rồi. Tại vì quý vị thừa biết rằng là cái em mà con nuôi này với lại cái em mà múa cột đó quý vị, mà chỉ cần có một cái bằng chứng nào đó thôi là nó đã tung lên trên mạng, nó làm nhục mình rồi. Mà trong khi đó là nó nói tôi đòi quà, nhưng nó không có một cái gì để chứng minh. Đó là sự vu khống, đúng không? Nhưng có cái là những con bò nó tin, những con bò nó tin. Và đến thời điểm này là có những con bò đó nó thù tôi đến nỗi giống y như là tôi lấy tranh giành hay là cớp của ông bà cố nội nói vậy đó quý vị. Tôi im tôi không nói rồi, bây giờ nó vẫn ghét tôi quý vị. Cho nên là giờ cho tụi bay ghét nữa nè. Rồi quay qua cái vấn đề mà của cái em Nha Khoa. Em Nha Khoa cũng có đòi quà nó đâu, nhưng nó mang tới nó trả. Nó trả quà với mục đích là gì? Nó trả quà với mục đích rằng kêu những con bò nó vô tấn công em Nha Khoa đi. Là tại vì Nha Khoa đòi quà, mục đích của nó trả quà là muốn cho những con bò của nó tấn công cái người mà nó trả quà. Rồi tiếp theo trong cái vấn đề của ông anh hai hiện tại bây giờ, ông anh hai không bao giờ là đòi lại cái bàn thờ, nhưng mà bây giờ nó lại đùng đùng ở trên mạng, nó nói là ông anh hai kể lễ để đòi. Bắt đầu là nó vô nó tấn công người ta. Cho nên em đừng có hỏi câu ủa chị Mi Sun, em đâu có thấy là ông anh hai đòi bàn thờ gì đâu mà giờ cũng lên. Vậy thì hồi cái lúc á mà nó lên nó tấn công, nó nói chị đòi quà thì em thấy chị có đòi không, đúng không? Chị cũng đâu có đòi, mà nó vẫn lên nó vu khống. Thì cái việc mà nó muốn lên vu khống bất kỳ một người nào, đó là chuyện của nó từ nào tới bây giờ rồi. Tức là hiện tại bây giờ là nó muốn hạ bệ ông anh hai, thì nó sẽ tìm những cái nào mà xấu tồi tệ nhất để cho cộng đồng mạng chửi ông anh hai. Là tại vì những người mà tham gia trên cộng đồng mạng giống y hệt như tôi, giống y hệt như ông anh hai và em Nha Khoa và những người có liên quan, thì nó muốn tấn công hạ bệ người ta bằng cách sao? Nó vu khống cho người ta bằng những lời lẽ đổi này đổi kia, đúng không quý vị? Bây giờ á, nói đại khái là vậy nè quý vị. Hồi cái lúc nghèo á, cái lúc khổ á thì lên cầu cứu cộng đồng mạng. Còn bây giờ không nghèo rồi, không khổ rồi, cộng đồng mạng ai ủng hộ thì ủng hộ, còn ai không ủng hộ tấn công chửi người ta liền. Và trong những cái live stream khi mà khán giả người ta vô nói, nó chửi người ta liền. Vậy thì có hiền không quý vị? Cái người như cái em vô ơn đó quý vị thì không cần phải đại diện phát ngôn. Chính bản thân của em ấy có thể tự bảo vệ chính mình và thậm chí bảo vệ cho người khác nữa, nó không có hiền mà cần gì đại diện phát ngôn. Cho nên có cái người đại diện phát ngôn ở bên cạnh là cái gì? Nó có một cái sự thỏa thuận nào đó về cái vấn đề tài sản, tranh chấp tài sản đó quý vị, nó mới đến với nhau thôi. Và nếu như mình là con họ Pháp, không cần bất kỳ luật sư nào, cũng không cần đại diện phát ngôn nào, mình cũng sẽ thắng, đúng không? Quý vị hãy đặt câu hỏi, hãy đặt câu hỏi ngay chỗ này. Nếu quý vị là con hợp pháp, ai tranh giành được? Không có một cái ông thẩm phán nào dám phán quý vị thua cả. Nếu như mà mình hợp pháp, tôi bảo đảm quý vị 100% như thế. Vậy thì tại sao mình khẳng định mình là con ruột luôn ở lúc đầu tiên? Vậy thì cần gì mình phải nhờ người này, mình chạy, mình nhờ người kia và lên nhờ cộng đồng mạng quý vị, đúng chưa? Cho nên quý vị, mấy con bò tỉnh lại,
lo làm ăn đi, đừng có đi cào phím, đi binh vực những cái loại người sống vô đạo đức, hiểu không? Nó không có lợi gì cho mình. Và những cái hình ảnh đó mà nếu mình ủng hộ, nó lan truyền, nó kéo cho xã hội này bị suy đồi, nó tuột xuống. Nếu như mình rảnh quá đó, lên mạng coi phim đi, phim kiếm hiệp, phim Hồng Kông gì đó. Còn hả, nếu rảnh nữa mà có sân si quá, bắt cuộc đời Đức Phật lên nghe, coi một lần nó chưa có đủ thấm và nó chưa có hiểu, bắt coi hai lần, hai lần không được coi ba lần, chừng nào hiểu được cái lối sống làm người như thế nào rồi lúc đó hả ra mạng xã hội á mà đi bình luận hoặc đi dạy đời người khác. Trong khi đó bản thân của mình là đi sân si, mà dành những thời gian đó để làm cái gì? Đi kiếm tiền đi, kiếm tiền đi mấy con bò, hiểu không? Chứ đừng có làm những cái việc đó. Trong khi đó là nó giàu hơn mình rồi đó, bây giờ nó giàu hơn mình rồi đó, là giờ nó đâu có cần ai phải là theo ủng hộ nó đâu, mà bây giờ nó chỉ cần những người theo nịnh bợ nó thôi. Còn nếu như ai không nịnh bợ là nó chửi sắc mặt, vậy thì cái con người đó mình theo mình bên để làm gì vậy, đúng chưa? Rồi, rồi thêm một cái bài bình luận của anh hai đây quý vị. Thì anh ấy có ở dưới cái bình luận để như thế này: khẳng định với lại mọi người là chưa bao giờ Vũ Lưng tuyên bố là HL là con ruột của ba tôi. Thì cái này á, nếu như cái câu này mà hồi lúc đầu tiên anh nói, thì tôi cho rằng anh là một cái người rất là công tâm, anh ủng hộ về mặt lẽ phải. Dù nó là con nuôi nhưng là con hợp pháp của ba tôi ủng hộ. Nhưng hồi lúc đầu nó lên trên cái mộ, lúc đó có anh, mà nó nói câu là tôi là con ruột, nhưng họ gán ghép cho tôi với cái mác là con nuôi. Tôi chấp nhận thử ADN với lại ông chú Bảy, muốn biết ai nuôi ruột. Thì lúc đó mình nín thinh, mình nín thinh, mình không có lên nói, mà mình vẫn im luôn, tức là mình bắt tay, mình cùng hội cùng thiền với nó, đúng chưa quý vị? Đừng có nói tôi là vì lý do này lý do kia. Một cái con người mà chính trực đó quý vị, tôi bên em, tôi bảo vệ em, nhưng không có nghĩa em nói cái gì tôi cũng đồng tình. Có những cái em nói sai là tôi phản đối, như vậy mới gọi là chính trực. Còn đằng này ngay lúc đó anh im, anh im luôn hơn một năm trời. Rồi bây giờ anh lên anh nói là khẳng định là chưa bao giờ nói là con ruột. Thì đúng rồi, anh không lên cộng đồng mạng anh nói cái em này là con ruột. Nhưng cái sự im lặng của anh đồng nghĩa là anh đồng tình với câu nói của em ấy, nói là tôi là con ruột, nhưng cô với chú họ gán ghép cho tôi với cái mác là con nuôi. Anh nín thinh, anh không lên đính chính, anh không lên nói, đồng nghĩa rằng anh đồng tình với lại cái câu nói của cái em này, đúng chưa? Đó là anh sai. Anh có chấp nhận sai không? Chờ đến cái lúc mà khi mà xích mích đụng chuyện á, thì anh mới mở miệng ra anh nói. Tức là sao? Như vậy là không đúng. Như vậy là biết sao không? Cùng hội cùng thuyền với nhau, cái khi cơm hổng lành canh hổng ngọt rồi bắt đầu moi ra để nói, thì đó, lời nói của anh nó không còn là lời nói của một người chính trực nữa. Đối với tôi nó là như vậy đó quý vị. Rồi, ở bên dưới có một cái bình luận của Lan Phạm Ngọc: má biết nó là con nuôi, từ lúc mới bồng nó về, má đi đầy tháng của Hồng Phượng thì gặp dì Năm, má của ông cố nghệ sĩ, bồng nó về, thằng Linh nó lụm con nhỏ này về để cho tao giữ, khổ muốn chết. Tức là cái người này thì Lan Ngọc Phạm thì không biết là ai, nhưng mà xưng bằng má với lại ông anh hai, thì chắc có lẽ là cũng là lớn tuổi rồi quý vị, là cũng là cái độ tuổi của ông cố nghệ sĩ hoặc là lớn hơn. Thì cái lúc mà đi đầy tháng của cái em Hồng Phượng đó quý vị, thì là má của ông cố nghệ sĩ á, là nói rằng là nó rinh nó ẩm con nhỏ này về để cho tao giữ, khổ muốn chết. Đó, thì cái lúc thời điểm đó là người ta đã biết điều là con nuôi hết rồi. Cho nên là trong giới nghệ sĩ bây giờ tôi mới hiểu, là tại sao hồi cái lúc thời điểm đó không có nghệ sĩ nào dám lên tiếng để mà ủng hộ, để mà binh vực cái em này. Là tại sao quý vị? Người ta biết nó là con nuôi, mà nó lên trên mộ nó khẳng định nó là con ruột, cho nên là người ta không có nói. Chỉ duy nhất có vài người, trong đó có Hữu Quốc, trong đó có nghệ sĩ Ngân Tấn, rồi trong đó có vợ chồng của Hoàng Chuột, rồi trong đó có chị Ngọc Quyền, rồi trong đó có Kim Tử Long. Nói chung là giờ không nhớ hết đâu quý vị. Tức là những người có mặt thì người nào theo dõi á, thì cũng biết. Đó, thì khẳng định, thì nói là cho rằng đây là con ruột, cho nên mới binh, mới bảo vệ. Vậy thì mấy người đó có thương ông cố nghệ sĩ không quý vị? Có thương không? Tôi nghĩ không phải thương quý vị. Tôi nghĩ đó là sự ganh tị của họ. Họ muốn là ông nghệ sĩ này khi mà
lúc mà còn đương thời còn sống cũng là đứng nhất trong cái giới mà cải lương xã hội á quý vị. Tại vì ông cố nghệ sĩ ông nổi tiếng là cải lương xã hội, cho nên là khi mà đóng những cái vai tuồng chính á thì những người đó không có cơ hội, mà sau khi chết xuống rồi cũng lại là rình rang, vẫn là nổi tiếng. Cho nên đó là cái sự ganh tị quý vị, cái sự ganh tị của họ chứ không phải là họ yêu thương. Và cho nên là họ ủng hộ cái người con nuôi này để chi? Để cho nó làm banh chành té bẹ cái uy tín của ông cố nghệ sĩ, chứ không phải họ ủng hộ vì binh một đứa con duy nhất của ông cố nghệ sĩ. Họ ủng hộ để cho nó làm tanh bành té bẹ cái danh dự của ổng, để moi ra tất cả những cái gì mà xấu của ổng mà ở ngoài cộng đồng mạng ta không biết. Tại vì người ta chỉ biết ổng là một nghệ sĩ, một nghệ sĩ đóng vai chính mà diễn rất hay thì người ta biết điều đó. Nhưng mà về những cái mặt xấu của ổng là người ta không biết. Thì những người nghệ sĩ đó biết sao không? Mượn tay cái đứa con nuôi này để làm nhục cái danh dự của ông nghệ sĩ đó, ông cố nghệ sĩ xây dựng trong vòng mấy chục năm qua. Đúng chưa quý vị? Bắt tay cho cái đứa con nuôi á, nó hại cha nó, thì đồng nghĩa rằng là cho mình hả dạ đó quý vị. Là tại vì cái ông cố nghệ sĩ này ông nhất đứng nhất từ xưa tới giờ, cho đến khi bây giờ ông chết rồi ông cũng vẫn còn đứng nhất trong lòng của những người hâm mộ, những người khán giả. Đó là sự ganh tị. Giống như là chị nghệ sĩ Ngọc Quyền có cái biệt danh là Ngọc Xỉu, thì chỉ lên nói là thương bảo vệ một đứa con duy nhất của ông cố nghệ sĩ. Thì quý vị hiểu rằng là chị nghệ sĩ Ngọc Xỉu này là Ngọc Quyền đó quý vị. Biết cái em này là con nuôi không? Biết chứ. Mà lên khẳng định rằng là bảo vệ đứa con ruột duy nhất của ông cố nghệ sĩ. Vậy thì họ có tốt không quý vị? Họ tốt không? Trong khi đó tôi chỉ cần tiếp xúc một lần hai lần tôi biết cái con người em này như thế nào rồi. Mà trong khi diễn ở nhau bên Úc, rồi đi diễn nhau từ những cái sân khấu ở Việt Nam, ít nhất gặp nhau nó cũng trên mười mấy hai chục lần, thì không thể nào nhìn ra. Trong khi đó là những người nghệ sĩ này là tàn là U50-60 hết rồi, đâu còn trẻ đâu quý vị. Mà lại không nhìn ra một cái đứa mà dắt mũi chưa sạch mà lại đi ủng hộ nó, thấy hết đó. Mà chẳng qua làm sao cái thang lên để cho nó hạ bệ một cái đối thủ từ xưa tới giờ. Tôi nhìn nhận thấy vậy đó quý vị. Tiếp theo tôi sẽ nói về cái vấn đề mà chuyển trả tiền lại cho ông anh hai 9,5 triệu đây quý vị. Đó, thì trong cái nội dung chuyển tiền là để là em chuyển tiền á, làm bàn thờ của ba em cảm ơn anh hai. Ở dưới á có một cái dòng tin nhắn như thế này: em xin cảm ơn anh hai đã thương và lo cho ba và em lúc khó khăn. Em xin gửi lại anh hai số tiền làm bàn thờ của ba, để em muốn em làm con được tròn chữ hiếu với ba. Cảm ơn anh hai nhiều lắm, anh giữ gìn sức khỏe nha anh. Tôi thú thiệt với lại quý vị, những cái chuyện mà đơn giản như thế này á là nó chỉ xử lý trong im đẹp thôi, chứ không ai đưa lên mạng. Cho nên chẳng qua là đưa lên trên mạng là nó muốn chơi một cái người nào đó, nó sẽ đưa lên trên mạng, đúng không quý vị? Và một cái câu này nói như thế này: em cảm ơn anh hai đã lo lắng cho em và ba lúc khó khăn. Chỉ cần một câu này duy nhất thôi là em vô ơn này mang nợ anh hai này suốt đời. Người ta nói là một đồng cũng là nghĩa, một đồng cũng là giúp, đúng không quý vị? Vậy thì cái lúc khó khăn anh hai giúp em với lại ba, vậy thì bây giờ hết khó khăn rồi, giờ không cần nhớ tới nữa hay sao? Đúng không quý vị? Cho nên chỉ cần một câu này thôi là mình đã công nhận cái lúc khó khăn của mình với lại của ba được anh hai giúp đỡ. Vậy thì bây giờ lý do tại sao mà mình đem anh hai lên trên mạng để mà mình xúc anh hai, và mình cho phép một cái người dân như cái em múa cột để lên xúc phạm, để chửi anh hai, và mình đưa thông tin cho các kênh YouTube khác lên tẩy chay anh hai về cái vấn đề là anh hai hiện tại bây giờ là làm giám khảo của Chuông Vàng Giọng Cổ, lên tẩy chay. Ủa dễ dữ vậy sao? Ủa muốn tẩy chay người ta cái là lên trên mạng nói tẩy chay là người đó sẽ bị tẩy chay sao? Đúng không quý vị? Nếu như mà mình biết ơn á, mình nói cái từ cảm ơn là mình phải biết ơn chứ không phải mình vô ơn. Biết ơn là cái gì? Là mình phải thực hiện bằng hành động. Mình biết ơn một cái người đó khi người đó giúp đỡ mình trong lúc khó khăn khổ sở, thì bây giờ người đó bị một cái gì đó, mình phải đứng ra mình bảo vệ và mình giúp đỡ người ta. Điển hình như là anh hai bị cộng đồng mạng tẩy chay, mình sẽ là người đứng ra bảo vệ, mình lên tiếng, mình kêu mọi người đừng tấn công anh hai. Còn đằng này không, nó lên nó khóc lóc: xin anh hai tha cho chị của em đi. Vậy là nó cảm ơn đó hả quý vị? Hồi cái lúc nó khổ sở,
người ta giúp đỡ, người ta lo cho nó, và thậm chí người ta đem cái một cái con người quỷ quyệt đó vô trong nhà để giúp đỡ mình. Thì cái người đó là người của anh hai mình mang vào. Mà bây giờ người đó có ý hại anh hai mình á, là mình phải đẩy người đó ra, chứ không phải mình cùng bắt tay với lại cái người đó để mình hại ngược lại anh hai mình. Vậy đó là cái gì? Đó có phải là mình lựa chọn cái quyền lợi mà mình vứt bỏ đi cái tình nghĩa khi mà mình đang lúc khổ sở, người ta giơ cái tay xuống người ta giớt mình không? Đúng chưa? Hồi cái lúc khổ sở, chính anh hai là người giơ tay ra để cứu giúp mình. Mà bây giờ mình binh vực một cái đứa mà đầu đường xó chợ, mình lên mình nói anh hai hãy tha cho chị của em đi, tôi không thấy là anh hai làm bất kỳ một cái gì để mà hại cái em múa cột đó cả. Chẳng qua là cái clip mà tôi nói chuyện, cuộc trò chuyện giữa tôi với lại ông anh hai đó quý vị, để cho biết rằng là anh hai đã nhìn ra bộ mặt của cái em này rồi, nhưng không có cách nào để đẩy em này ra được. Tại vì bây giờ nó cứng cựa quá, đến nỗi mà nó mạnh hơn anh hai rồi, anh hai mới không đẩy nó ra được. Chứ hồi lúc thời điểm đó anh hai đã nhìn nhận ra được cái con múa cột rồi. Là tại vì sao? Tôi không tiếp xúc lâu, tôi không phải là người đưa cái em múa cột đó vô nhà, anh hai là người đưa vô, thì dĩ nhiên anh hai phải nhìn ra. Mà trong khi đó là anh hai nhìn ra muộn hơn tôi đó quý vị. Tôi là người ngoài, tôi tiếp xúc ít hơn, mà tôi đã nhìn ra. Cùng thời điểm tôi cũng nhìn ra và anh hai cũng nhìn ra cái bộ mặt của cái em múa cột đó. Vậy thì mình đứng vào mình binh vực cái em múa cột đó để mình phủi cái ơn của ông anh hai. Mình phủi cái ơn cái người đã lên tiếng để lan rộng đi những cái binh vực của mình, để cho cộng đồng mạng người ta đi bảo vệ mình, người ta yêu thương mình. Cái là bây giờ mình phủi ơn hết những cái đó. Vậy thì cái con người này mà nếu ai mà binh vực, nếu ai mà bảo vệ một cái loại người vô ơn như thế này, thì cái thứ nhất đó là những con bò không có suy nghĩ, không biết suy nghĩ đó quý vị, chỉ có cái đầu, chỉ có bộ óc để trưng bày thôi chứ không biết. Còn hai nữa là cái loại người cùng ăn cháo đá bát và đi ăn cướp giật của người khác mới ủng hộ cái con người như vậy mà thôi, chứ không ai ủng hộ cái lối sống của con người vô ơn cả quý vị. Tiếp theo nữa này quý vị, gửi cho anh hai như thế này: anh ơi, chắc có lẽ hơn ai hết, hơn một năm qua những chuyện xảy ra cho đến ngày hôm nay, anh là người hiểu rõ nhất. Có những lần em nhắn tin hay gọi điện thoại cũng không được, nhưng phận làm em, anh nói thì em nghe và đành chấp nhận. Nếu anh nói những gì cho là sự thật thì lương tâm của anh và em thấu hiểu hơn ai hết. Đọc tin nhắn anh nhấn mạnh hai chữ con nuôi, em nghe mà đau lòng hơn ai hết. Người ngoài họ nói thì không sao, mà em cũng không biết anh nói như vậy là ý gì nữa. Rồi tin nhắn được đưa lên mạng, giống như tin nhắn lúc trước anh hai nhắn cho em. Em chỉ có ba, em tồn tại bên ba hơn 37 năm và trách nhiệm của em phải lo chu toàn cho ba. Nuôi ruột anh là người hiểu rõ, chuyện trong gia đình hay anh cố tình không hiểu. Xảy ra chuyện em thấy em không thể không nói. Những lời nói của anh cho em gửi lại hai chữ anh hai. Mong rằng sự thật câu chuyện gia đình giữ nguyên mãi là sự thật. Chị ba và chị múa cột, cả ba An Đông và những anh em bên em thì em không thể nào phủ phàng hết được. Khi mà đọc quá này đó quý vị, thì tôi thấy là cái này á, đáng trách là anh hai. Anh hai quý vị biết tại sao không? Cái lúc đầu tiên nó lên nó nói nó là con ruột ở trên mộ, nhưng mà mình lại không đính chính, mình vẫn im, tức là mình cùng bè phái, mình leo lên con thuyền chung với nó. Thì bây giờ tự nhiên mình lên trên mạng mình nói em và anh và cái em chị ba đều là con nuôi đó, thì lên nó nói là nói như vậy là có ý gì? Nhưng phải nên nhớ rằng là cái câu nói này là câu nói sự thật mà đến giờ này mới dám nói mà thôi. Nói sự thật thì mình là con nuôi, nói là con nuôi chứ không lẽ nói cái gì. Hơn một năm qua, hơn hết là anh là người hiểu rõ nhất. Không hiểu lý do tại sao bây giờ anh lại nói là con nuôi. Ủa vậy là con nuôi, nói con nuôi chứ không lẽ nói con ruột. Đúng chưa? Mà tại vì hồi lúc thời điểm đó lỡ leo lên con thuyền rồi, không dám nói. Đúng không quý vị? Tại lúc thời điểm đó cộng đồng mạng ủng hộ quá trời. Đúng chưa? Thì nó có vì cái lý do gì đó cho nên là mới không nói. Cho nên là qua những cái lời lẽ chửi là vợ của ông chú Bảy, rồi chửi lộn với lại những người mà cho vay tiền FA đó quý vị, mượn tiền của người ta mà người ta đòi cái chửi người ta đó, nói là tao có cái hộp L của tao nè, đó mày tới đây mày lấy được không? Đó những lời lẽ đó. Rồi chửi cái bà thím Bảy á, là chửi bà thím Bảy với cái câu là làm bé, cái kiếp làm bé, mà chửi những câu xúc phạm lắm quý vị. Rồi những cái lời lẽ này nói chuyện cho ông anh hai, thì quý vị ta thấy là cái em này có khờ không quý vị? Đâu có khờ. Phải nói là diễn rất là hay.
mà nó đưa vô trong một cái tuồng diễn xã hội thực tế trong cái drama này đó quý vị. Phải nói là vở diễn của cái ông cố nghệ sĩ, ông diễn ở trên sân khấu giỏi, nhưng nói về cái mặt mà diễn ở ngoài đời á, thì không có nghệ sĩ nào diễn qua các em vô ơn này. Diễn quá đạt, cho nên là lừa hết tất cả những người yêu thương trên cộng đồng mạng dành cho mình đó quý vị. Đặt kinh khủng không quý vị? Thì hơn một năm nay, hơn ai hết, anh là người hiểu rõ. Đúng rồi, anh hiểu rõ đó chứ. Anh hiểu rõ cho nên anh mới sợ. Anh thấy càng ngày càng đi quá xa cho nên anh mới sợ. Và cái vấn đề thứ hai là tôi cũng nghĩ rằng là hồi cái lúc mà anh hai á, anh đưa cái em múa cột này vô nhà, tôi nghĩ rằng anh không biết về lai lịch của em này đâu. Tôi bảo đảm. Không, cái này á thì tôi bên ảnh nha quý vị. Tôi bảo đảm là anh không biết lai lịch. Chứ nếu như anh biết lai lịch về cái em này là một cái đứa mà múa cột, một cái đứa mà đi cướp kép sắt của người ta bên Mã Lai để trốn về Việt Nam, ông nội ổng cũng không dám đem vô trong cái ngôi nhà đó. Ổng chỉ nghe một cái con bóng xà bang ở bên Úc, cũng là bạn bè với nhau đó quý vị, tại vì trong giới mà, giới thiệu, ảnh mới chấp nhận. Tại vì sao? Lúc trước ảnh cũng đã nói rồi, ảnh rất là sợ những người trong showbiz, ảnh rất là sợ những người mà làm YouTube. Cho nên là khi tìm hiểu thì cái em này nó đâu có làm YouTube mà cũng không có bán hàng online. Tại vì hồi cái lúc thật sự là lúc đó nó ẩn cái Facebook nó hay sao, chứ thật ra là dòm trong cái Facebook cũ đó quý vị. Cái Facebook cũ trước đó của cái em này là toàn là đăng bán hàng online không. Nhưng mà chắc có lẽ là ở bên Mã Lai, cho nên là anh này nghĩ chắc không ảnh hưởng gì, ảnh mới đem vô. Chứ ảnh mà biết trước cái lai lịch vậy, ông cố nội ảnh cũng không dám đưa vô nữa đâu quý vị. Thật ra là cái clip mà tôi đưa lên, tôi không phải là tôi đưa lên mà tôi nói về cái vấn đề tôi muốn nói xấu anh hai, tôi muốn hại anh hai. Không phải, nếu ai dòm vô trong cái clip mà tôi chia sẻ là quý vị biết là cái đó là tôi đang minh oan cho tôi. Tôi đang minh oan cho tôi, thì cái sự minh oan của tôi nó có dính líu tới anh hai, là tại vì khi mà ảnh qua bên tôi, ảnh lại nói như thế này. Tại vì lúc đó là các em muốn cột mạnh quá rồi, ảnh muốn mượn tay người này, ảnh muốn mượn tay người khác để mà triệt các em muốn cột này đó. Thì khi mà qua bên đây nhờ, nhưng mà qua bên em múa cột thì lại nói tôi khác đi. Thì cái sự mà mình bị oan ức mình phải chứng minh. Cho nên những cái con người mà con bò phải hiểu như thế này. Nếu đặt mình là trường hợp mà mình bị du oan như vậy, thì mình có lên để chứng minh cho mình hay không? Và nếu muốn chứng minh cho mình nó phải có bằng chứng, thì người ta mới tin. Chứ nếu như bây giờ lên chứng minh à tôi bị oan, chẳng qua là bên nội bộ của họ tự đấu đá với nhau, họ mượn tay tôi mà thôi. Nếu như không có gì chứng minh ai tin? Đúng chưa? Thì nghe qua cái đoạn mà tôi nói chuyện với lại ông anh hai thì mới biết được là à, trong nội bộ của họ đang đấu đá với nhau. Chủ yếu mục đích của tôi đưa lên là tôi muốn chứng minh và minh oan cho tôi. Chứ tôi không hại bất kỳ một người nào. Đó là tôi minh oan cho tôi. Tại vì trong đó anh hai nói tôi á là coi chừng bà Mi Xuân chia rẽ. Còn cái con múa cột á, nó lại tung lên nó nói là em hiểu anh. Trong cái lúc mà anh đang tức giận, anh bị cái con bảy màu nó lợi dụng để nó kích anh. Em hiểu anh, rồi hiểu dữ chưa? Rồi hiểu rồi sao giờ lên xúc người ta lên bầu xuống ruộng vậy? Đúng không quý vị? Cho nên là họ đã ngầm không ưa với nhau rồi, nhưng ráng kìm nén, bây giờ kìm nén không được bung ra thôi. Vậy thì trong cái clip của tôi muốn chứng minh cho mọi người biết rằng là trong nội bộ của họ đã xích mích rồi, họ đã có chuyện rồi, nhưng họ mượn tôi ra để họ làm cái bia. Bên phía Mã Lai nó cũng bắn tôi, và bên phía anh hai cũng bắn tôi là tôi làm cái bia để cho hai người này trút giận. Thì tôi là một nạn nhân, đúng không? Thì dĩ nhiên là quý vị khi mà gặp bất kỳ một cái chuyện gì, khi mà ra tòa cũng vậy, thì tòa án kết luận à mày là một cái đứa giết người, thì dĩ nhiên tôi muốn chứng minh rằng ờ tôi không giết người. Thì tôi phải lấy những cái bằng chứng nào đó để tôi đưa ra, và kèm theo những hình ảnh, những cái video clip, tôi chứng minh là trong lúc thời điểm đó tôi không có giết người. Thì trường hợp của tôi nó cũng giống y hệt như vậy, tôi tự bào chữa cho tôi. Vậy thì tại sao gọi là ờ tôi lên tôi hại ông anh hai làm sao? Đâu có, tôi đang minh oan cho tôi thôi. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng là trong nội bộ của họ là họ chẳng qua bằng mặt mà không bằng lòng. Giờ hiểu rõ cho mấy con bò? Nói rất là nhiều lần mà tôi nghĩ mấy con bò chắc có lẽ là nó không hiểu đâu. Chứ khán giả ruột của tôi đó quý vị thì đều hiểu hết. Nhưng ngày hôm nay nói nữa cho mấy con bò nó tỉnh. Còn nếu như không tỉnh để tao đi mua thuốc cho tụi bay uống, để cho tụi bay tỉnh lại. Tại vì đẻ ra, cha mẹ đẻ ra để cho có một cái đầu óc thông minh, để sống có ích cho xã hội. Nhưng mà tụi bay muốn làm con bò để cho người ta xỏ mũi, xỏ mũi một cách quá ngu ngốc. Cho nên là phải cần có một cái loại thuốc để mày biết sao không quý vị, cho nó uống cho nó giống y như là nó tỉnh cái bùa. Nhiều khi mấy con bò nó cũng bị bùa đó quý vị. Nó bị bùa quá cái nó u mê.
nó là vậy đó quý vị. Rồi sau khi mà cái tin nhắn và một cái chuyển lệnh chuyển tiền trả lại 9,5 triệu cho ông anh hai, thì anh hai mới đăng lên một cái status như thế này đây quý vị: bàn thờ anh mua là mua cho ba, không phải là mua cho riêng em. Em không có quyền trả lại cho anh. Ba anh lúc còn sống không bao giờ cho phép ai trong gia đình có cái cách hành xử như vậy. Ba anh không có dạy con mình như thế. Em đã học đó từ ai? Tức là cái câu này, học đó từ ai? Học từ múa gột. Hoặc là có thể là cái bản tính, cái bản tính của em ấy là từ nào tới giờ là như vậy. Cho nên từ cái chỗ đó là mới chọc tức ông cố nghệ sĩ. Cho nên ông cố nghệ sĩ mới nói với lại cái chị Vân Tiên ở bên Mỹ, mới nói rằng là từ đây tới chết anh cũng không cần nó về đội tang. Tức là nó hỗn hào, nó xúc phạm. Cho nên là cái lối sống đó chắc chắn không phải là ông cố nghệ sĩ dạy. Cái đó là tại vì nó học, nó học ở ngoài đời đó quý vị. Tại vì mới có 12, 13 tuổi yêu rồi, 14, 15 tuổi đã đẻ rồi quý vị, thì dĩ nhiên là nó lì lợm cỡ nào. Và thậm chí là nó nói những cái lời xúc phạm mà để cho ổng bị tổn thương. Ổng bị tổn thương mà ổng giận đến nỗi mà ổng phải đi học với lại bạn bè để tâm sự với bạn bè để cho nó trút giận đi quý vị. Đó, cho nên là những cái lời lẽ mà ông cố nghệ sĩ ông nói với lại chị Phân Tiên đó quý vị, thì bây giờ chúng ta mới hiểu được rằng là lúc thời điểm đó ông tức tới cỡ nào quý vị, đúng không? Rồi đọc tiếp: chuyện bàn thờ của ba là do chị em của em khơi mào lên trên mạng xã hội, nói sai sự thật cho có chuyện để cho fan bên em vào tấn công anh. Chưa bao giờ anh muốn kể hay là muốn nhắc, vì anh sợ buồn lòng vong hồn của ba. Cũng giống nhau là con nuôi của ba nên trách nhiệm cũng là của chung. Dù mình không phải là anh em ruột, nhưng một năm qua anh đã cố gắng giúp em hết khả năng, dù đây không phải là trách nhiệm của anh. Để ngày hôm nay em khá mạnh mẽ, đặc biệt là về tài chính, chắc ba ở trên trời cũng yên lòng. Tiền có thể anh không nhiều bằng em, nhưng tình cảm trân trọng dành cho ba thì anh không ít hơn em. Đặc biệt là lòng tự trọng đối với anh quan trọng hơn vật chất tiền bạc em nhé. Tức là anh nói một cái câu là em cũng là con nuôi, anh cũng là con nuôi, mình không phải là anh em ruột, thì anh không có trách nhiệm phải lo cho em, nhưng anh vẫn lo cho em hết khả năng của anh trong vòng hơn một năm qua. Thì thật sự là mình phải nói một cái từ công tâm quý vị. Đồng ý. Cái lúc đầu tiên á, khi mà anh hai đem cái em này lên trên mộ, anh ấy không nghĩ rằng là được sự ủng hộ của khán giả đông như vậy. Thì cái lúc đó là xuất phát từ tấm lòng của anh, ảnh đang yêu thương và anh đang muốn giúp em này. Tôi tin điều đó. Nhưng khi sau này, khi lên trên mạng dạy được sự ủng hộ nhiều quá đó quý vị, thì khi mà cái sự ủng hộ nhiều quá đó thì nó sẽ kèm theo cái quyền lợi. Tự nhiên mình nảy sinh ra một cái quyền lợi, cái bắt đầu nó lôi cuốn mình đi theo luôn quý vị. Mặc dù là mình biết rằng cái lời nói của cái em này lên nói là ừ, con là con ruột, nhưng họ tước cái quyền con ruột của con. Nghe cái câu đó ai cũng nóng quý vị. Nghe cái câu đó ai cũng nóng máu hết trơn. Ai cũng muốn binh vực hết trơn. Tao là con ruột mà, cô chú anh chị nào cũng không có quyền để tước cái quyền con ruột của tao được. Cái đó là quy luật rồi quý vị. Nhưng mà không ngờ là con nuôi mà dám lên trên mạng khẳng định mình là con ruột. Thì đầu tiên anh ấy giúp là giúp không vì lợi. Tôi tin điều đó. Nhưng mà khi sau này đó quý vị, thì cái lợi quá nhiều. Từ cái lợi quá nhiều thấy nó làm sai, nhưng không dám nói. Nó là vậy đó quý vị. Thì trong đây anh nói là đối với lòng tự trọng thì anh hơn em nhiều, nhưng mà đối về mặt tiền bạc thì có thể anh không bằng em. Ghê chưa. Hồi cái lúc đó nghèo khổ cầu cứu đến anh hai đó quý vị, mà bây giờ bắt đầu là giàu hơn đến nỗi mà anh hai còn công nhận rằng bây giờ là giàu hơn rồi. Đó, thì khi giàu hơn rồi thì mình phải cảm ơn cái người mà đầu tiên để họ cứu vớt, họ giúp đỡ mình chứ. Đâu có lý nào mà tự nhiên bây giờ giàu lên lại đi dắt chanh bỏ vỏ, rồi đạp bỏ cái người mà hồi cái lúc mình nghèo khổ giúp mình quý vị. Đúng chưa quý vị? Cho nên cái câu này nè là dòm biết vô ơn không? Sống vô ơn chưa? Cho nên tôi nói rồi, tôi đặt cái tên vô ơn cách đây 10 tháng trước đó quý vị. Tất cả mọi người vào tấn công và chửi tôi. Tôi đang nói cái con người cư xử như vậy, đó là một cái lối sống của người vô ơn. Chứ tôi đâu có kêu lên là phải mang ơn tôi hay là phải biết cảm ơn tôi. Tôi đâu có đòi hỏi như vậy. Tôi đang giải thích là những con người có cái lối sống như vậy, đó là lối sống của con người vô ơn. Vậy thì lúc đó tất cả những kênh YouTube chửi tôi và tất cả những cái người trên cộng đồng mạng chửi tôi, nó có làm gì đâu vô ơn. Vậy thì bây giờ những người mà dùng cái từ vô ơn với lại cái em đó là nợ tôi một lời xin lỗi. Đúng không quý vị? Tức là chấp nhận cái từ vô ơn để dùng cho cái em đó là những gì trước đây tôi nói đều đúng, đều chính xác, mới kêu nó là vô ơn.
Còn nếu không là kêu tên của nó. Chứ nếu kêu vô ơn là phải chấp nhận những gì tôi nói trước đây là đúng. Nhưng tại sao không biết xin lỗi tôi, đúng không quý vị? Rồi tiếp theo những cái lời mà mỗi lần mà khi mà gặp chuyện thì cái cô em con nuôi này cầu cứu ông anh hai như thế này đây quý vị. Anh hai ơi giúp em, anh hai ơi cứu em, anh hai ơi em cần thế này, anh hai ơi em mang ơn anh hai suốt đời. Cái ơn của anh hai đã giúp và cứu em. Những câu nói quen thuộc hơn một năm nay em đã quên hết rồi hả em? Quên sạch. Đúng không quý vị? Cái câu mà anh ơi cứu em, chị ơi cứu em nhiều lắm quý vị chứ mít đâu. Nhiều. Mỗi lần khi mà gặp chuyện gì đó là nhắn tin với lại chị Mi Sơn đó quý vị. Mà trong khi đó tôi không phải là anh em trong nhà. Tôi chỉ là một người dân vô tình mà tôi đứng lên tôi phân tích, tôi giúp bằng tiếng nói của tôi. Và những tiếng nói của tôi đã lan rộng và đem những cái người khán giả đó đến ủng hộ cho em ấy. Thì cái lúc gặp chuyện, gặp bất kỳ rắc rối gì cũng chị ơi cứu em, chị ơi cứu em. Đó, vậy rồi xong. Nó lên nó chửi mình sắp mặt luôn quý vị. Nó lên nó cho phép một cái con múa cột, một cái con đầu đường xó chợ lên xúc phạm mình. Đó, rồi bây giờ tới anh hai. Thì khi gặp chuyện gì nó cũng nói anh hai ơi cứu em. Xong bắt đầu cái có những cái anh hai cứu được, rồi có những cái anh hai không cứu được thì anh hai lại nhờ em nha Khoa. Vậy đó quý vị. Mà bây giờ nó lại phủi ơn người ta. Mới trong vòng có một năm thôi là đã phủi ơn người ta rồi. Thì con người đó có phải là con người có một cái lối sống, dùng cái từ là lối sống vô ơn không? Ai mà phản đối tôi câu này thì cái loại người đó cũng vô ơn luôn đó. Đúng không quý vị? Rồi tiếp theo anh hai nói nè quý vị. Không lẽ anh bỏ hết sự nghiệp, cuộc sống riêng tư của anh để lo cho em sao? Để lo cho em thì em mới vừa lòng hả dạ? Thì em mới ngừng tấn công anh bầm dập trên mạng xã hội. Em hành xử không coi anh là anh hai như cách mà em gọi. Nhưng anh không vì thế mà đối xử ngược lại với em. Anh đã âm thầm cố gắng im lặng chịu oan những xúc phạm anh không thể lên tiếng và giải thích. Dù trong lòng anh rất tổn thương, anh đến giúp em với trái tim yêu thương và danh dự bị đầy thương tích. Tha cho anh được không em? Tiền mua bàn thờ không có đáng bao nhiêu, nhưng cái tình là lớn lắm, không tính toán được em à. Anh không nhận lại số tiền này được vì anh không muốn, và anh biết ba cũng sẽ không vui. Em cứ dùng số tiền này để cho trẻ mồ côi hoặc vô gia cư họ sẽ cần. Anh nói thế chắc em hiểu. Vậy nha em. Tôi nói mà đúng không? Đúng không quý vị? Một khi con người ta mà nó đã bị chịu oan ức đó quý vị, thì nó sự im lặng nó đến một cái mức độ nào đó thôi, nhưng làm quá người ta cũng sẽ lên tiếng quý vị. Cho nên là tất cả những người fan của anh hai, nói chung là ai cũng có fan, thì cái lúc mà anh hai nói là chịu đựng đến một mức độ nào đó thôi thì cũng phải lên tiếng. Thì hồi cái lúc mà tôi bị quen, mà tôi bị tấn công đó quý vị, lúc mà tôi bị nhập viện đó quý vị, thì tôi cũng im lặng. Tôi nói hai clip, một clip 64 và clip 65, xong tôi im lặng, tôi không nói nữa. Tôi im, tôi không nói nữa quý vị. Rồi bắt đầu tấn công kéo dài tới bây giờ, vẫn tấn công, vẫn du không. Vậy thì có cần phải lên tiếng không quý vị? Lên tiếng về sự bảo vệ cho chính mình. Mình không bảo vệ mình thì ai bảo vệ mình được? Mình nín thinh, nó cho rằng mình sai. Mình nín thinh, mình không lên tiếng cho rằng à chắc là ông anh hai vậy, chắc là bà chị Mi Sơn vậy cho nên mới im. Đúng không quý vị? Cho nên có những cái cần thiết lên tiếng, phải lên tiếng. Chứ không phải cái nào cũng im lặng là tốt đâu quý vị. Cho nên trong trường hợp của ông anh hai đó, thì nó nói nó đâu có tấn công đâu, nó chỉ lên nó nói vài tiếng thôi. Rồi xong bắt đầu nó đưa thông tin cho các truyền thông của nó. Mà cái cách chạy truyền thông đó là từ đâu? Nó học từ anh hai ra. Cho nên anh hai dạy cho nó, anh hai là thầy, nó là học trò. Nhưng mà bây giờ nó lại giỏi hơn thầy rồi quý vị. Nó lấy cái truyền thông đó, nó đập ngược là ông thầy lên bờ xuống ruộng luôn. Cho nên đau lắm quý vị, đau dữ lắm. Và trong đây anh hai nói rằng là anh đến với em cho một trái tim yêu thương, nhưng anh nhận lại một trái tim danh dự bị đầy tổn thương. Thì thật ra cái này tôi tin, cái lúc đầu tiên anh hai đến với lại em vô ơn này là đến với lại trái tim. Đồng nghĩa là với cái vụ mà kiện BH bị bên phía của em Hồng Phượng kiện. Rồi cái thứ hai nữa thì cũng yêu thương đó, cũng muốn giúp em này, cho nên cùng một lúc 2 cộng vô 1 để lên trên mã luôn. Đó là như vậy. Còn sau này thì khi mà cái sự yêu thương đó được ủng hộ nhiều quá thì dĩ nhiên phải biết nắm bắt cơ hội quý vị. Đó là người khôn, phải biết nắm bắt cơ hội. Thì ví dụ như mình là một cái người của công chúng, thì khi mình được công chúng ủng hộ rồi thì mình phải biết nắm bắt để mình làm cái gì đó để ra kinh tế chứ quý vị. Đó là người khôn. Cho nên là cái này mình không chửi được, đó là thực tế quý vị đó. Cho nên là khi mà tôi đến tôi binh vực em này, giờ tôi nói có trời nhìn biết đất biết quý vị.
Cái lúc đầu tiên khi tôi binh thì tôi cũng binh với lại một cái trái tim yêu thương. Ai tin hay không tùy. Nhưng mà tôi vẫn thẳng với trời với đất, với lương tâm của tôi. Tôi binh với lại trái tim chân thật yêu thương. Nhưng mà sau này đó quý vị, nhưng rồi được cái gì quý vị? Nhận lại được đầy tổn thương và bị tấn công và bị xúc phạm chưa từng thấy quý vị. Còn nếu như mà ai mà đến mà cảm thấy không tổn thương bình thường đó quý vị, là sao không? Những người đó đến không cho sự yêu thương, họ đến vì vụ lợi, họ đến vì tiền. Cho nên khi mà gặp cái em vô ơn này nó đối xử như thế nào, họ cảm thấy rất là bình thường. Tại vì khi họ biết trước họ đến với cái drama này vì vụ lợi chứ không phải vì tình thương. Thì khi mà vì vụ lợi thì họ ra đi, hết lợi thì họ ra đi. Còn ai mà đến vì tình thương đó quý vị thì ra đi đầy tổn thương. Đó là như vậy. Và tôi cảm nhận trước anh hai, tôi cảm nhận trước điều đó. Bây giờ anh hai đã cảm nhận, đúng không? Ví dụ như với tôi thì một người dân, tôi lên tiếng tôi binh vực như vậy á thì nó cũng không nói. Nhưng mà anh hai là một người nắm tay nó để dắt lên, để dìu dắt cho nó đủ thứ, chỉ dẫn cho nó đủ thứ hết. Mà bây giờ ôm lại một cái trái tim tổn thương cực kỳ đau nha quý vị, đau kinh khủng luôn đó. Mà bây giờ nó đang cho phép một cái đứa mà mình là người dắt nó về nữa chứ. Bởi tao nói là thường là gậy ông đập lưng ông là nó làm vậy. Một cái người mình dắt về đó, mà bây giờ nó chơi mình lên bờ xuống ruộng. Mà cái con nhỏ em của mình là người vớt nó từ dưới vũng bùn lên, mà giờ nó bắt tay với lại cái con đầu đường xó chợ đó, nó tấn công mình đầy trái tim tổn thương. Thật ra là trong cái vụ mà bàn thờ này đó quý vị, thì tôi cho rằng là cái em vô ơn này sai hoàn toàn. Tức là bây giờ muốn chứng tỏ rằng là giờ tôi có tiền rồi, anh muốn thì tôi chuyển tiền tôi trả cho anh. Vậy thì tình nghĩa trả được không? Cả đời cũng trả được quý vị. Cái nghĩa phải trả cả đời. Bây giờ hồi cái lúc mà không có tiền thì cần, còn bây giờ có tiền ý nó ôi cái đồ có 9 triệu rưỡi hay là cái đồ có 12 triệu nhầm nhò vậy muốn trả lại. Vậy thì hồi cái lúc mà mình nghèo người ta giang tay ra người ta cứu vớt mình, cái tình nghĩa đó ai trả? Mà nếu như mình quên cái đó thì có phải là con người sống vô ơn không? Đúng không quý vị? Cho nên là những cái con bò mà đi ủng hộ những cái con người vô ơn như thế, là những con bò đó nó cũng là cái loại đầu đường xó chợ sống vô ơn. Nó mới binh vực quý vị. Chứ dùng cái từ u mê là không đúng. Tại vì khi mà người ta u mê đến một thời điểm nào đó người ta cũng phải thất tỉnh. Người ta u mê là tại vì hồi cái lúc đầu tiên người ta cảm thấy người ta thương, ta thương quá thì cái tình thương đó nó sẽ lấn chiếm đi. Người ta sẽ không thấy những cái khuyết điểm, người ta vẫn binh vực. Nhưng đến một cái thời điểm mà nó đã vô ơn rất là nhiều người, và những cái lối sống của nó, những cái lời lẽ của nó, ăn nói chuyện vô đạo đức mà mình vẫn binh vực, thì đó không phải là u mê. Đó là tại vì cái con người của mình nó cùng tần số, nó cùng tầng lớp với lại những cái con người vô ơn như thế, thì nó mới binh vực, nó mới bảo vệ mà thôi. Cho nên dùng đó là những cái con bò, mà những cái con bò sống vô ơn quý vị. Bây giờ mà hở ra những cái người nào mà người ta binh vực nó, cái giờ ta hết binh vực nó, bắt đầu là ai mà giúp nó về mặt tiền bạc, nó trả tiền lại cho người ta. Vậy thì những người mà người ta binh vực mình vì tình thương, từ hồi lúc ban đầu tới bây giờ mình có trả được cho người ta không? Những con người mà khi mà đụng chuyện ra cái nó cái đó có đáng bao nhiêu đâu, là bây giờ nói đi tôi chuyển tôi trả, là đó là cái loại sống vô ơn quý vị. Mình không nhận người ta là mình sẽ không nhận từ lúc ban đầu. Tất cả những người mà khách hàng mà người ta mua hàng để ủng hộ mình, đó là những con người đó làm sao? Người ta thương mình người ta mới mua. Vậy thì bây giờ những cái người đó, người ta nhìn nhận ra mình rồi, mình là một người vô ơn rồi, trả hết không? Trả hết tiền cho từng người một không? Đúng không quý vị? Cho nên cái câu của ông anh hai nói nè, không lẽ là bây giờ anh bỏ hết công ăn việc làm để ở bên cạnh em, để bảo vệ em, như vậy em mới chịu, em mới hài lòng hay sao? Đúng không quý vị? Ví dụ như anh hai giúp là giúp lúc ban đầu thôi, còn bây giờ là nó đã ổn định rồi thì nó đã tự đứng lên cái đôi chân của nó rồi. Người ta giúp là người ta giúp cần câu, chứ người ta không giúp cái con mồi. Hiểu không quý vị? Cho nên anh hai đã giúp được cái cần câu, mình đứng lên được hai cái đôi chân của mình rồi thì mình tự sống đi. Chứ tại sao là bắt tất cả những người mà người ta dính vô trong cái drama này, những người đó phải có trách nhiệm để luôn luôn ở bên cạnh mình 24/24 khi mình cần. Má hả mẹ hả? Hay sao? Đúng không quý vị? Anh em ruột, cha mẹ ruột luôn trong nhà, khi mà cần thiết thì mình mới có mặt, còn không cần thiết mình cũng phải đi bươn chải để kiếm tiền. Cha mẹ ruột mà mình còn không thể nào ở bên cạnh 24/24, huống hồn chi người dân quý vị, huống hồn chi chỉ là anh em nuôi với nhau thôi, anh em ruột còn chưa được mà bây giờ phải đòi hỏi là anh hai phải ở bên cạnh 24/24.
những gì em cần là anh hai phải có mặt. Của mày má hay gì, đúng không quý vị? Anh hai cũng phải kiếm sống, anh hai cũng phải lo cái nghề nghiệp của anh hai chứ. Mày có nuôi anh hai không, đúng chưa? Cho nên cái câu mà đòi hỏi ông anh hai này nói câu này tôi chịu, tại vì tôi đồng tình với câu này. Nói rằng không lẽ bây giờ anh bỏ hết những công ăn việc làm để ở bên cạnh em, để giúp đỡ cho em 24/24 em mới vừa lòng, đúng không quý vị? Đòi hỏi vậy đâu được. Dù là em ruột đi chăng nữa, tao giúp mày như vậy rồi, mày phải tự đứng trên đôi chân của mày chứ đâu thể nào tao theo mà tao giúp đỡ mày quay được. Còn lý do tại sao các em đầu đường xó chợ nó vẫn ở bên cạnh 24/24 là vì sao? Là vì nó có quyền lợi ở trong đó. Nó dám mở miệng ra nó nói không có quyền lợi, nó thề với ông trời không? Dám thề không? Dám thề là khi ở bên cạnh 24/24 với lại các em vô ơn này là không có quyền lợi đi. Thề đi, đúng không quý vị? Phải có quyền lợi nó mới là như vậy. Đừng có nói cái câu là Phật sống đến giúp vô điều kiện. Cùi. Một cái đứa nghèo, một cái đứa lo cho cha mẹ nó một cái căn nhà đàng hoàng còn chưa có, làm gì đi giúp người dân tới cỡ đó quý vị? Rồi trong khi đó là con nó bỏ con của mình mà còn không nuôi thì làm sao mà đi làm Phật sống với người khác? Mà một con người chưa bao giờ mà bỏ tiền ra giúp bất kỳ một người nào, chưa bao giờ làm từ thiện, thì làm sao mà dùng cái từ mà nói là giúp vô điều kiện? Chỉ có những con bò mới tin thôi quý vị. Chỉ những con bò ngu si nó mới tin thôi. Chứ những người mà bình thường đó quý vị, người ta nhìn vô người ta biết là đều có vụ lợi. Nó phải có ăn chia chát gì trong đó nó mới là như vậy. Chứ đừng có dỗ ngực xưng tên ta là Phật sống. Chả cái gì Phật sống hết. Tại vì nếu như con người Phật sống là không thể nào mà đi lên mà sân si để hại bất kỳ một người nào, nếu như người đó không làm hài lòng mình, là mẹ hay là má thiên hạ, đúng không quý vị? Bởi vì dùng cái từ là ngáo mạng á, những cái kênh YouTube nè, nhất là những cái thằng lang thang cầu cống nè, và tụi bánh mì rồi nè, nếu như mà nói là cái vấn đề mà ngáo mạng á, là phải dùng cái từ ngáo mạng cho cái con này, cái con búa cột này mới đúng. Biết sao không? Nó đang nghĩ nó là mẹ thiên hạ, má thiên nhiên, là đừng có ai đụng chạm tới. Ví dụ như đầu tiên nó nghĩ tôi chỉ là một cái tiếng nói trên một cái kênh YouTube trên mạng xã hội thôi, nó không có được nổi tiếng lắm thì nó lên nó đụng. Cái khi mà nó đụng, nó thấy là nhiều người ủng hộ nó quá, mấy con bò á vô ủng hộ nó quá, bắt đầu là bây giờ nó chơi qua tới em nha khoa, rồi nó chơi qua tới anh hai. Mà trong khi đó anh hai là một cái người nghệ sĩ ưu tú, mà lấy một cái nghệ sĩ ưu tú đâu phải là đơn giản quý vị, mà muốn tước cái danh hiệu nghệ sĩ ưu tú đó cũng đâu phải đơn giản. Thì dùng cái từ ngáo mạng là ngáo mạng cho cái con đầu đường xó chợ này mới đúng. Nó nghĩ rằng là nó muốn tẩy chay ai là tẩy chay, mà nó muốn hại ai là hại ai. Chỉ có loại lũ bò ngu ngốc mới tin mà thôi, đúng không quý vị? Chuyện nào ra chuyện đó. Trong vụ việc này giữa ông anh hai với lại cái đứa con nuôi, các em vô ơn á, anh hai không có sai, mà người sai là em vô ơn. Có một cái lối sống vô ơn với những người đã từng giúp đỡ mình, đúng không quý vị? Mình phải đâu đó rõ ràng, chứ không phải là mình hùa theo rồi xong rồi bắt đầu cái là mình nhảy vào, mình tấn công, mình xúc phạm, rồi mình tẩy chay người ta. Dễ lắm hả? Cộng đồng mạng những người thông minh nhiều lắm, người ta đâu có ngu mà nghe mình nói một cái là người ta đè, người ta làm theo mình. Rồi xong bắt đầu sau cái xì ta tút của ông anh hai đăng lên đó quý vị, thì cái em con nuôi này mới đăng lên một cái bài vài chữ như thế này: dạ con xin phép được nghỉ like ít hôm, quá nhiều thất vọng, chẳng biết làm gì hơn. Nghỉ like luôn càng tốt, tại vì toàn mình lên mình like á, mình diễn không à, chứ nó không có thật. Mình like lên để mình lấy tình thương của cộng đồng mạng. Và thậm chí tôi nghĩ giờ chắc có lẽ là nó không cần tình thương cộng đồng mạng đâu quý vị, đủ giàu rồi. Quá thất vọng. Vậy sao? Nói giống như ông anh hai nãy, không lẽ là bây giờ ngưng hết tất cả công việc để đứng ra 24/54 để lo cho em, bảo vệ cho em, vậy em mới hài lòng, em mới không tấn công. Còn không là em vẫn lên xì ta tút, còn không là em lên em đá xéo đồ này kia nọ để bắt đầu cho tất cả những người trên cộng đồng mạng tấn công anh hai. Đúng chưa quý vị? Thất vọng cái gì? Em bao nhiêu tuổi? Gần 40 tuổi làm bà ngoại rồi, có hai đời chồng, có 5 đứa con, có 2 đứa cháu ngoại, nhỏ nhặt gì mà để cho tất cả mọi người phải là ở bên cạnh để mà theo bảo vệ mình hay là sao? Người ta giúp mình là người ta giúp mình từ ban đầu, bây giờ mình đủ mạnh để mình đứng lên trên đôi chân của mình rồi thì người ta buông mình ra chứ. Không lẽ là bây giờ người ta phải có trách nhiệm để lo cho mình suốt đời sao? Mà dùng cái từ thất vọng ở đây là cái gì? Đúng không quý vị? Thì quý vị có nhìn thấy là một cái con người nó quá là tham lam không quý vị? Tức là người ta giúp đỡ, người ta nói tốt, người ta tung hô, người ta bợ đích, người ta nịnh bợ thì nó chịu. Còn những gì người ta nói sự thật là nó không chịu đâu quý vị. Thất vọng.
Thất vọng là thất vọng sao? Không lẽ là bây giờ tất cả những người cộng đồng của Việt Nam phải tung hô, phải đưa lên làm mẹ, phải đưa lên làm má thiên nhiên mới chịu hay sao? Chứ khi mà người ta nói ra sự thật, những cái việc gì xấu xa của mình người ta vạch trần ra là mình không chịu. Cái câu mà nói quá nhiều thất vọng là dành cho ai? Dành cho cộng đồng mạng, dành cho những người đã dành tình thương cho mình hơn một năm nay. Và cái câu thất vọng đó dành cho chị Mi Sơn nè, và cái câu thất vọng đó cho anh hai nè, đúng không? Chứ em mà còn một con người sống vô ơn sao dùng cái từ là thất vọng được? Những con người người ta giúp đỡ cho em mà bây giờ em ăn cháo đá bát, em phủi ơn người ta, thì cái từ mà thất vọng quá nhiều á là dành cho những người đó chứ không phải là em. Hiểu không? Em chả giúp gì cho thiên hạ này, em chả giúp gì được cho cộng đồng này, và em chả bao giờ em giúp được bất kỳ một ai. Người ta giúp em không, em ăn cháo đá bát, em phủi ơn, thì cái từ mà quá thất vọng này nên dành cho những người trên cộng đồng mạng đã yêu thương em. Và trong đó có ai? Có tôi và có ông anh hai. Đúng chưa? Vậy không lẽ bây giờ là tất cả những người trên cộng đồng mạng này và những người mà lên phân tích có cái kênh YouTube giống y hệt như chị và giống y hệt như anh hai là phải luôn luôn, là lúc nào là phải dành những cái sự yêu thương, phải dành những cái thời gian 24/24 để bảo vệ em, để lo cho em, mà trong khi đó hiện tại bây giờ bản thân của em là làm má thiên hạ rồi, làm mẹ trên cộng đồng mạng rồi, thì cần ai bảo vệ nữa? Người ta phải rời em ta đi chứ, người ta phải dành những cái bảo vệ đó cho những người yếu thế khác nữa chứ không dành cho em. Tại vì trên cộng đồng mạng này, trên thiên hạ này không phải một mình em mà có rất là nhiều người. Còn bây giờ em đủ lớn rồi, em đủ mạnh rồi, thậm chí là bây giờ em còn tấn công được người khác nữa, em có thể hại được bất kỳ người nào mà em không hài lòng. Vậy thì em cần ai bảo vệ em nữa, đúng không? Trong khi đó những người mà người ta đứng ra người ta bảo vệ em, bây giờ chính bản thân của người ta bị tấn công vì những con bò của em, chính bản thân người ta như tôi và ông anh hai còn không tự bảo vệ được chính mình, thì bây giờ em yêu cầu là tất cả những người đó phải luôn luôn 24/24, hồi đầu sao bây giờ vẫn vậy, vẫn ủng hộ em, thì em làm đúng đi. Em sống là một con người có hiểu biết, em sống là một con người biết ơn, em sống tốt đi, ai bỏ em đi? Em không phủi ơn, em không ăn cháo đá bát thì ai bỏ em được? Đúng chưa quý vị? Một cái con người mà biết cái lối sống á, thì khi mà cái lúc mình nghèo khổ, khi cái lúc mà mình nói mình bị ăn hiếp, người ta lên tiếng, người ta bảo vệ mình, người ta binh vực mình, phân tích đúng sai thì cộng đồng mạng người ta mới ủng hộ, đúng chưa? Rồi anh hai người ta vớt mình từ dưới vũng bùn lên, bây giờ mình là người thành công rồi, mình giàu có rồi, mình phải đến gặp từng người mà mình mang ơn người ta, mình cảm ơn người ta. Chứ không phải là bây giờ là mình đủ rồi, mình thành công rồi, mình giàu rồi, bắt đầu là ai làm cho mình không hài lòng, dù là những người đó đã từng là người ơn của mình, cũng xúc người ta luôn. Vậy thì đó là lối sống của một kẻ vô ơn. Dù có thành công cỡ nào đi chăng nữa mà nếu vô ơn, nó sẽ tan tành rất là nhanh đó. Rồi sau khi mà cái vụ của ông anh hai với lại cái em vô ơn đó quý vị, thì đáng lẽ là mình là một cái con người hiểu biết, mình sẽ đứng ra dàn xếp, chứ không phải là mình đứng ra bắt đầu mình đổ dầu thêm lửa. Cái lối sống của nó là cái lối sống nó đang vô ơn với lại ông anh hai của nó, mà mình lại binh mình đi ủng hộ những cái hành động của nó, là cái gì? Là mình thù cá nhân. Mình thù cá nhân cho nên mình mượn cái chuyện của nó để mình lên mình hại người ta. Đúng chưa quý vị? Mang đến nói là một cái người đại diện. Đại diện kiểu gì? Quý vị phải nhìn kỹ là từ hồi lúc ban đầu cho đến bây giờ, cái cô đại diện đầu đường xó chợ này đến với lại căn nhà này có dàn xếp tất cả những gì im đẹp không? Mà hầu như thôi đụng chuyện cái là nó phá banh chành té bẹ luôn. Đó. Thì trong câu chuyện giữa anh em của người ta, thì nếu như mà nó không dàn xếp được để cho anh em người ta hòa thuận á, thì nó cũng phải câm cái miệng nó lại. Còn đằng này á, là nó châm dầu vô lửa thêm. Và khi nó châm dầu vô lửa rồi đó quý vị, là cái con em vô ơn này phải nghe lời nó nha, chứ không nghe lời nó là không được đó quý vị. Ủa vậy là đại diện phát ngôn cái gì? Đúng chưa quý vị? Đại diện cái kiểu gì? Trong khi đó là người dân người ta dòm vô, tôi nè, ông anh hai, ông chơi xấu với tôi. Nhưng đâu ra đó rõ ràng đàng hoàng quý vị, trong câu chuyện này là cái em con nuôi sai. Mà trong khi đó mình không dàn xếp cho anh em người ta hòa thuận, mà mình bắt buộc là cái con vô ơn đó nó phải chọn mình,
và bỏ anh hai nó đi. Ủa gì kỳ vậy? Tôi thấy từ đầu tới đuôi khi mà các em đầu đường xó chợ này đến là vô cái căn nhà này là phá cho banh chành, chứ không giúp bất kỳ một cái gì. Tôi bảo đảm là đến một thời gian nữa, tất cả những người mà ủng hộ các em vô ơn này trên cộng đồng mạng sẽ quay lưng hết 100%. Tôi bảo đảm quý vị. Là vì sao? Là vì nghe lời cái đứa đầu đường xó chợ đó quý vị. Đó. Thì khi anh em của người ta không có nhảy vô dàn xếp mà lại đăng bài lên vậy nè quý vị, chửi thêm, gửi đến anh: hôm qua chuyện anh nhắn tin cho con nhỏ ngầm ý là tôi hiểu có chuyện rồi. Chuyện cái bàn thờ không chịu giải thích với lại má ba và người nhà cho im xuôi, giờ lại làm ba cái trò mèo dùng truyền thông để đẩy nó đi xa. Này không biết ai dùng truyền thông. Đọc tới ngày này là tôi không biết này là ai dùng truyền thông đó quý vị. Tôi thú thật với lại quý vị là trong cái câu chuyện này giữa hai người là ông anh hai chưa bao giờ hay có một cái gì để mà cố ý dùng truyền thông để mà hại cái em con nuôi này cả. Tôi thấy duy nhất chỉ em con nuôi này bắt tay với lại cái con đầu đường xó chợ hại ông anh hai mà thôi. Là tại sao? Là muốn nhằm lôi kéo trở lại ông anh hai với lại Nha Khoa. Người ta ngó lơ, người ta không thèm, quê tức phá người ta đó quý vị. Rồi tiếp theo, trong khi làm sao để thỏa lấp sự thật, chuyện anh bơm hàng mỹ phẩm đã trả cho người ta chưa? Chuyện anh nhờ chạy nguồn hàng tồn lâu năm của anh không có bán được là anh tốt dữ chưa? Bắt đầu khai ra quý vị. Anh nói với tôi là em lo chuyện pháp lý cho vô ơn, còn chuyện kinh doanh để cho anh lo. Cách anh lo cho vô ơn là vậy đó hả? Tôi để đó chưa có nói chuyện. Một năm qua lợi dụng hình ảnh của cha lẫn con để trục lợi cho mình. Kênh YouTube của anh trục lợi được bao nhiêu? Anh làm MV, anh xăm mình chuyển cho anh là 40 triệu. Phát triển kênh ai? Chuyện làm YouTube có bao giờ anh nói cho vô ơn mở kênh riêng cho nó không? Chuyện gì anh cũng nói, có gì thì nói anh hai. Cái bàn thờ tôi nể tình để nói nhắn tin cho anh và bình tĩnh lo. Chứ tôi thỉnh về rồi đăng lên trên mạng Facebook thì còn ra thể thống gì nữa. Anh thỉnh bàn thờ trước, rồi cái phong đó nó nhắn là 38 triệu. Anh có trả lời cho nó không? Trong khi chuyện gì anh cũng nói là nhớ nói cho anh hai biết. Đến khi hỏi bình tinh một cái rẹt là ngày hôm sau nó chuyển. Rồi từ đó nó ngại chuyện tiền bạc với anh luôn đó. Anh quân tử sống có nghĩa khí lắm sao? Kéo cả nhóm ra PA cho cái resort của anh. Anh sang xăm mình chuyển cho anh là 10 triệu. Anh cũng nỡ lấy. Vợ của con chuột chuyển cho 200 đô. Anh cũng lấy. Nói nghe nè, tôi nhịn anh vì con vô ơn nó khóc rất nhiều lần với tôi. Cả bình tinh cũng khuyên tôi: thôi chị đừng có nóng, thương em nha chị. Ông có những người anh em mà ông không biết trân trọng, lúc nào cũng chà đạp người khác để đưa mình lên đỉnh. Bớt ngụy tạo cái vẻ bề ngoài, tôi chả có nợ gì ân tình với anh cả. Nhưng anh nợ tôi cái tình, cái đêm kinh hoàng đó. Để chuyện pháp lý im xuôi, cuộc sống của vô ơn yên ổn, tôi cũng chả dành công. Người ta sẽ quên tôi trong một nốt nhạc. Tại anh không nghĩ tới thôi. Còn anh, nghệ sĩ ưu tú lấy đã khó, giữ lại còn khó hơn. Còn nữa, sự nghiệp anh đánh đổi à? Chuyện BH anh bị lôi vào, anh kêu con vô ơn lấy cái hợp đồng lên đính chính cho anh. Chuyện này trong nhà ai mà không biết. Vụ án phiên tòa ngoài Hà Nội, anh có biết doanh thu từ hình ảnh của ba vô ơn? Tòa tuyên án vô ơn là người hoàn toàn là chủ thể hợp pháp bảo vệ hình ảnh của cố nghệ sĩ. Từ công ty BH anh được một phát lên nút gì? Anh đánh đổi kiểu gì? Hay anh muốn vô ơn lấy lại danh dự cho anh? Ngay cả quận Phú Nhuận kêu tôi là ai? Khi tôi trong video, khi dọn đồ của bà Sáu ra ngoài, anh sợ muốn xanh mặt. Anh nói với tôi và vô ơn là khai bạn bè với nhau, đừng có dính anh vô. Để đó so sánh hai chuyện song song cho mọi người nắm được chi tiết. Nhấn mạnh hai cái chữ con nuôi không giống nhau nha. Rồi nhấn mạnh để làm gì? Nói cho mọi người nghe đi. Anh chờ phiên tòa đi. Anh không xứng đáng là một người con của chú Năm. Status trước xin lỗi má bốn. Tới bình tinh. Rồi vợ chồng của Sang xăm mình. Rồi vợ chồng của con chuột. Kể cả vô ơn. Tôi không giấu được. Trời ơi, quá trời không quý vị. Đó, rồi bây giờ nó khai ra những thứ mà nhỏ nhặt đồ này kia. Vậy thì tôi nói thật nha, là ông anh hai á, ổng còn một tí xíu đàn ông
Chứ cỡ mà ông không còn, ông khai hết mấy cái tật xấu, mấy cái chuyện xấu của tụi bay ra là nó tanh bành té bè luôn á, nó tè bè luôn đó quý vị. Ở đó mà nói rằng là cái vấn đề là anh hai chuyển cho cái 12 triệu là cái bàn thờ, cái xong ở đầu cái con nhỏ vô ơn nó nói là thêm một cái khung là 38 triệu nó anh hai nín tình. Ủa, anh hai cho trong phạm vi nào đó thôi chứ, đúng không quý vị? Giống như anh em ruột cũng vậy. Ờ, tao cho nhiêu đó thôi. Còn bây giờ là mày đòi phải đẹp, mày đòi phải là ông hoàng đồ này kia, khả năng tao không đủ. Chứ sao tự nhiên nói là cho cái 12 triệu cái bàn thờ, xong bắt đầu nói tới cái khung 38 triệu của anh Ninh Thinh luôn, nhiều quá, quá sức người ta mà. Đòi cũng vừa thôi chứ, đòi đâu đòi dữ vậy, đúng không quý vị? Xong bắt đầu đưa nói vô cho cái em chị ba, thì em chị ba chuyển cái rẹt. Vậy thì lợi dụng cái người nào cho tiền nhiều là người đó có giá trị, phải không? Ví dụ như là bây giờ ông anh hai chuyển có 12 triệu ít quá là không có thương. Còn cái bà chị ba là chuyển 38 triệu cái rẹt luôn là bà chị ba thương. Ủa gì kỳ vậy? Tình nghĩa gì kỳ vậy? Nói ra là biết là cái con người lựa chọn là cái người nào tiền nhiều là người đó thương nó nhiều đó quý vị. Còn cái người mà cho tiền ít á, là nói ít. 12 triệu với 38 triệu thành 50 triệu rồi. Đâu phải ai cũng có tiền để cho đâu quý vị. Mình xin người ta, mình cũng phải liệu. Chứ đâu phải là tự nhiên cái hô cái mình lên tiếng, mình đòi cái gì là người ta cũng đáp ứng cho mình hả? Người ta không đáp ứng là người ta xấu hả? Xong rồi bây giờ bắt đầu khai ra cái vụ là ông anh hai bị bơm hàng, rồi hàng tồn kho bán không được, qua nhờ cái em vô ơn này bán giùm. Ủa rồi cái gì nó cũng phải có qua có lại chứ. Người ta giúp mày hồi lúc ban đầu rồi thì sau đó mày cũng phải giúp ngược lại người ta chứ. Cái chuyện đó rất là bình thường, chứ sao đè kể. Sao mình không chịu kể là hồi cái lúc mà đầu tiên mà mình rớt xuống vũng bùn người ta vớt mình lên, đúng không? Rồi bây giờ nói là từ khi mà cái vấn đề hợp đồng với BH là anh đạt được nút gì? Cũng gì kỳ vậy. Vậy thì bây giờ nè, nói ngược lại nè, từ hồi cái lúc đầu tiên cái em vô này chả có cái quần què đắt đẻ gì hết trơn, rồi sau đó nhờ ông anh hai môi cái đầu nó lên, rồi bắt đầu là bây giờ là nó được tiền, nó giàu có rồi, rồi nó được yêu thương của cộng đồng mạng là nhờ ai? Tại sao không chịu kể đó là mình nhờ ai? Mà giờ cái vấn đề là bán cái hàng tồn bị bơm, rồi hàng tồn kho bán không được, rồi nhờ cái em này bán giùm, rồi bán giùm hết không? Ta nhờ thôi, nhưng mà quan trọng mình có giúp người ta được hay không, đúng không quý vị? Cho nên là trong cái vụ việc mà giữa ông anh hai, tôi đã nói rồi, khi mà tôi nhìn ra nó tôi biết đều là vụ lợi với nhau, ai cũng có quyền lợi để dính vô trong đời drama này, nó là như vậy đó quý vị. Nhưng đầu tiên ông anh hai giúp là cái đó phải công nhận quý vị. Thì khi mà giúp được rồi, tao nâng đỡ mày lên được rồi, thì dĩ nhiên mày phải giúp đỡ ngược lại tao chứ. Chứ đâu có cái kiểu mà mày chỉ biết nhận mà lại không biết cho, đúng không quý vị? Cái nào nó cũng phải cho đi và nhận lại. Ủa nhận không của người ta vậy? Nhận không à? Mà không cho lại là sao? Cái khi mà vừa cho lại có đầu kể lệ nó là đó mang ơn. Vậy thì cái sự mang ơn của mình đầu tiên, sao mình không mang ơn người ta? Đúng không quý vị? Đè kể lễ ra là nói là nhờ để mà nhận nút quà. Ơi nói gì kỳ vậy? Rồi nói là làm cái kênh YouTube, không chịu làm cái kênh riêng YouTube, giờ đi kể lễ tùm lum. Tức là có những cái người ta chỉ đủ khả năng để giúp đỡ cho mình về cái mặt tình nghĩa, người ta giúp đỡ mình về tiếng nói. Chứ không lẽ là bây giờ người ta giúp đỡ mình vì tiếng nói, rồi người ta kéo mình đem cái danh dự của người ta ra để mà người ta binh vực mình, người ta không biết là mình đúng hay sai, ta đem ra người ta binh vực mình, thì lúc đó mình không kể. Chứ cỡ thời điểm mà cái lúc mà mới vừa nổ lên mà ông anh hai nắm tay nó lên trên mộ mà không được sự ủng hộ của cộng đồng mạng mà lại bị tấn công ngược lại, thì cái người chịu thiệt còi là ai? Ông anh hai. Cho nên là cái bây giờ là được thành công rồi, cứ nghĩ là mình là ngon mà quên cái công sức của ông anh hai là người cứu vớt mình, là người đầu tiên. Mình phải mang ơn người ta chứ. Chứ sao lại nói là nhờ lấy hình ảnh của ba để mà được cái kênh YouTube, để lấy được nút bạc, rồi để lợi dụng để bán hàng online. Vậy là trong khi đó là cái em mà đầu đường xó chợ này được cái gì quý vị? Ê đừng có nói mốt lòi ra cái, trời ơi, có một cái tài khoản nào đó mà đứng ra là người đại diện nhận tiền nha quý vị nha. Nó mà lòi ra cái mà một cái tài khoản mà đại diện nhận tiền mà cái số tiền của nó lên hơn hàng chục tỷ, trời ơi, đó té ngửa ra tôi mắc cười lắm đó quý vị. Không có ai làm không cho ai bao giờ. Cho nên là cái việc ví dụ như anh hai giúp như vậy mà bây giờ bán được cái hàng tồn cho anh hai á, thì nó cũng đâu có cái gì gọi đáng để lên, để mà lên mà kể lễ mà nói là trục lợi đâu quý vị.
Một cái con người khi mà người ta giúp mình có đầu giờ không vừa lòng, có đem ra nói là làm MV, rồi làm kênh YouTube, rồi nhận tiền của cái thằng xăm mình 40 triệu. Thì ví dụ như người ta giúp đến mức độ nào đó thôi, đúng không? Còn bây giờ ví dụ muốn làm gì đó thì diễn viên, đứa này hùng vô miếng, đứa kia hùng vô miếng, chứ không lẽ bắt một mình tao. Nó là vậy chứ sao đè kể ra vậy được. Cho nên một khi mà con người nó đã phủi ơn rồi đó quý vị, thì cái nào nó cũng phủi. Cái gì nó cũng phủi được, và cái gì nó cũng nói là người ta sai. Rồi cái câu này mới là cái câu hăm dọa đây quý vị. Nó đưa cho những cái con bò của nó, và nó đưa cho, nó mua truyền thông đó quý vị. Là bắt đầu nó lên tấn công, nó tẩy chay người ta. Đây nó hăm dọa đây quý vị. Một cái danh hiệu mà nghệ sĩ ưu tú có được càng khó, mà muốn giữ cái danh hiệu đó càng khó hơn. Tức là nó đang hăm dọa ông anh hai đó quý vị. Nó đang hăm dọa ông anh hai đó. Coi chừng là bị tước cái danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Còn lâu, còn lâu. Ê mày nghĩ mày là ai vậy? Đúng không quý vị? Em nghĩ em là ai? Mà nói là hôn cái là em nói là muốn tước cái danh hiệu nghệ sĩ ưu tú đó là cái là nhà nước người ta nghe hả? Đâu phải chuyện đơn giản. Còn nói trong cái vấn đề mà tống cổ đem đồ đạc của mẹ con em Hồng Phượng ra, xanh mặt không dám làm, là biết làm sao không? Cái người mà tầng người ta hiểu lực á, người ta không dám làm đâu. Người ta không dám làm. Cái vấn đề thứ hai nói về đạo đức, người ta cũng không làm được, cho nên ông anh hai xanh mặt là đúng. Tức là ông còn có tình người á. Chứ nếu như mà ổng là một cái loại mà đi cướp giật, hoặc là cái loại đầu đường xó chợ, thì ổng sẽ đồng tình. Từ cái chỗ là những cái việc làm mà nó trái đạo đức, những cái việc làm sai trái, ổng cảm thấy là không cùng quan điểm nữa, cho nên ổng mới né. Càng ngày ổng càng né là tại vì ổng thấy những cái hành động càng ngày càng sai. Đúng chưa? Những cái việc làm sai bắt ổng ủng hộ làm sao? Mà biểu nói hà xanh mặt. Tại vì những cái việc làm mà vi phạm pháp luật á, là các em đầu đường xó chợ, nó rất là chuyên nghiệp, và nó cũng xăm mình quý vị, cho nên nó không có sợ. Còn một cái con người người ta đàng hoàng, người ta không có dám làm quý vị. Và tự nhiên mình làm sai mình bắt ta ủng hộ luôn làm sao? Cho nên ổng phải xanh mặt chứ. Nó vô nó chửi ta, nó nói anh đánh đổi kiểu gì, anh đánh đổi kiểu gì, hay là anh chủ yếu là anh lợi dụng cái em vô ơn để lấy lại cái danh dự trong cái hợp đồng bé đó. Nó phủi ơn, nó nói người ta vậy. Rồi nó nói cái vấn đề mà nhấn mạnh hai chữ con nuôi là anh có ý gì, anh không xứng đáng là con của chú Năm. Vậy thì ở đây cái em vô ơn đó xứng đáng là con nuôi sao? Xứng đáng làm con của ông chú Năm sao? Đúng không quý vị? Nếu thật sự là con là không có ai mà yêu cầu xóa hết tất cả những cái video clip hình ảnh của cha nó, đó là kỷ niệm mà để lưu giữ lại hình ảnh của cha mình cuối đời. Nó yêu cầu xóa hết, vậy là nó xứng đáng hả? Thôi cái clip này ngày hôm nay đó quý vị, dài rồi quý vị. Chờ thời gian lại Mi Sơn sẽ nói về phần 133, nói tiếp nha quý vị. Nói tiếp cái vấn đề này cho xong, tại vì nó có rất là nhiều cái tình tiết để cho Mi Sơn muốn phân tích cho tất cả mọi người cùng nghe. Và cái vấn đề là mấy cái lũ bò nhiều khi mình nói ít quá nó không hiểu quý vị. Phải nói nhiều nó mới hiểu. Phải nói nhiều, thật là nhiều nó mới hiểu. Và thậm chí là nhiều khi nói nhiều quá cho nó giải bùa đó quý vị. Bùa ngu, bùa mê. Đó, mình phải giải ra quý vị. Còn nếu như thật sự mà nó ngu thiệt thì mình nói để cho nó khôn ra quý vị. Cho nên phần 132 ngày hôm nay đó quý vị, thì Mi Sơn kết thúc ở đây. Chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Hẹn gặp lại phần 133 tiếp theo câu chuyện này nha quý vị. Chào tạm biệt. Anh Nhân Haseo, ta mê video mà anh Nayo. Bye bye.